chương 71, chiều này hơi độc, ba người nhanh chóng lên xe của Dương Thần quay lại bệnh viện, Dương Thần còn gọi điện cho Vú Vương để bà yên tâm. Bà Vương mừng rỡ đến phát khóc và nói muốn đến thăm tiểu thư ngay, ngồi trong xe, Mạc Thiện Ni không ngừng hỏi Dương Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lâm Nhược Khê với tính cách trầm lặng, tuy với nét mặt không quan tâm lắm, nhưng rõ ràng là đang rất tò mò, không ngừng liếc nhìn Dương Thần, nói thật cảm giác của cô bây giờ đối ông chồng của cô đã dần dần thay đổi từ khinh ghét coi thường đến có vài phần thiện cảm đặc biệt là những biểu hiện bất ngờ gần đây đã làm cho lâm nhược khê từ bé đến giờ mới là lần đầu tiên muốn đi tìm hiểu đối phương là con người như thế nào nhưng nếu nói là kiểu người cô ấy thích thì vẫn còn kém xa với cái kiểu sống không có chi tiến thủ thì càng làm cho một con người chăm chỉ như lâm nhược khê coi thường dương thần không muốn phiền phức với sự tra hỏi của mạc thiện ni liền bịa ra một một lý do. Hắn chỉ nói trên đường đến đây, hắn đã gọi cho đội đặc nhiệm đồn trú ở Trung Hải, để dọa bọn tội phạm, nếu chúng không nhanh chóng chạy trốn, thì sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, ở chỗ lâm khôn lừa bọn chúng rằng ở đây không có cảnh sát đặc nhiệm, nên ông ta mới là người sống. Cuối cùng, đối phương đã nhận tiền rồi nên chọn cách rút lui, cũng chẳng thèm để ý đến ba người bọn họ, nói như vậy đến lừa đứa trẻ ba tuổi cũng không xong, nhưng Dương Thần vẫn cố tình làm vậy cuối cùng Mạc Thiện Ni cũng chẳng làm gì được, ngồi trong xe thở dài, không thèm để ý đến Dương Thần, trên thực tế, nếu không phải nghĩ đến Dương Thần bất chấp sự an nguy của bản thân, đáp ứng yêu cầu của lũ người đó, dựa vào một mình hắn đi cứu mấy người họ, bọn họ cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho Dương Thần, nhất định sẽ làm cho ra nhẽ, Lâm Nhược Khê không hỏi gì khác, đột nhiên chen ngang hỏi Dương Thần một câu, vừa nãy anh dùng tiếng gì nói chuyện với người đó vậy? À, tiếng Việt Nam dương thần biết cái này không thể giấu được, mạc thiện ni không kìm nổi, ném ánh mắt kỳ quái về phía dương thần. anh biết tiếng anh, tiếng pháp, tiếng ý, tiếng tây ban nha, tiếng đức và tiếng nhật, giờ lại biết cả tiếng việt nam sao? có gì lạ sao? thật ra anh còn biết cả tiếng thái lan nữa. hai thứ tiếng này rất giống nhau. dương thần nhìn ánh mắt của mạc thiên ni, hơi chút trơ trẽn hiểu nó thành sự ngưỡng mộ của cô ta, trả lời có phần đắc ý, lầm nhược khê nhúc nhích thân người. Nếu chỉ nói đến ngôn ngữ thì cái anh chàng này quả thực là một thiên tài, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng liền hỏi, tại sao anh lại học tiếng Việt Nam? Dương Thần nhếch miệng cười, thích thì học được thôi. Sau khi đưa Lâm Nhược Khê về bệnh viện nằm viện xong, Dương Thần cũng không ở lại lâu, những việc còn lại giao cho Mạc Thiện Ni và Vú Vương lo liệu. May mắn là không có ai báo cảnh sát, tránh được bao rắc rối. Dương Thần vừa rời khỏi bệnh viện, liền gọi một cuộc điện thoại điện thoại vừa kêu đã có người nghe đầu bên kia đầy những âm thanh hỗn tạp nhưng rất quen tai ngài dương người mà ngài muốn bắt đã được giải về rồi đợi ngài đến đích thân xử lý là ở trần công ồ không bây giờ đổi tên là trương công quán rồi đúng không dương thần vừa cười vừa nói trương Hổ ở đầu bên kia cười hà hà và trả lời nhờ cả vào ngài dương và cô sắc vi đứng đằng sau giúp đỡ nếu không thì trương hồ tôi làm gì có ngày hôm nay Dương thần không khách khi nói, trương hồ giờ ta qua chỗ ngươi, trước khi ta đến, ngươi có thể bắt đầu cho thằng mọi con đấy nếm ít mùi đau khổ, nhưng nhớ rõ, không được để gã chết, còn cái khác tùy ngươi, ta cần gã, làm cho gã không thể gây phiền phức cho người khác được nữa. Vâng, ngài Dương, việc này ngài cứ yên tâm giao cho tôi, trong giọng nói của trương hồ lộ ra vẻ thâm độc, vừa dập điện thoại, Dương thần liền chậm rãi lái xe đến trương công quán. Đây cũng là cách cho Trương Hổ chút ít thời gian dạy dỗ Lâm Khôn. Nếu theo ý của Dương Thần, thì lấy luôn mạng của Lâm không? Nhưng vì đã quyết định rửa tay gác kiếm quay trở về cuộc sống đời thường, thì lấy mạng của chính bố vợ mình, có nói kiểu gì cũng không phải đạo. Hơn nữa, tuy Lâm Nhược Khê đã hoàn toàn thất vọng về cha của mình, nhưng nếu cô ấy biết Dương Thần giết cha của mình, có lẽ cả đời này cô ấy sẽ khó mà tha thứ cho hắn. Tình cảm của con người là không thể phủ nhận giống như bản thân Dương Thần với Lâm Nhược Khê trước kia là hai người xa lạ, nhưng hiện giờ lại không thể không quan tâm đến nhau. Dương Thần tìm một chỗ rộng rãi để đỗ xe, sau đó lưỡng thưởng đi đến trương công quán, phải đi đến 30 phút mới tới nơi. Bọn gác cửa vừa nhìn thấy Dương Thần liền cúi người cung kính chào, Dương Thần nhìn thấy từ ánh mắt của bọn họ ánh lên vài phần sợ hãi, hồi tưởng về lúc bản thân mới bắt đầu lập nghiệp cái ký ức đó cứ như ngày hôm qua ấy, ngài Dương, cái giọng nói khàn khàn thân thuộc của Trương Hồ từ phía cửa lớn vọng lại. Dương thần nhìn thấy anh ta mang theo bốn, năm người vệ sĩ lực lưỡng đi về phía mình, trên mình mặc áo sơ mi màu trắng, tay đeo đồng hồ vàng, trông cái con người cộc cằn thô lỗ này cũng có vài nét của đại ca Giang Hồ, xem ra dạo này sống thoải mái đó nhỉ. Dương thần nói một cách đầy bỡn cợt, Trương Hồ mặt đỏ bừng nói, hà hà đó đều là do tài năng lãnh đạo của cô Sắc Vi, chứ người thô lỗ như tôi và đám anh em toàn là loại vai u thịt bắp, thì hiểu cái gì? Dương thần hỏi Trương Hồ một cách đầy nghi ngờ, Sắc Vi với anh có quan hệ thân thiết ghê, Trương Hồ sửng sốt, liền mỉm cười trả lời. Tôi biết ngài Dương đang lo lắng cái gì, vài thằng nhãi của hội Tây Minh được cử theo dõi tôi, đều bị tôi qua mặt. Tôi với cô Sắc Vi liên lạc trao đổi với nhau rất kín kẽ. Tối qua tôi cùng với hội trưởng Tư Đồ còn uống rượu với nhau, ý của ông ấy có vẻ rất cảm ơn tôi vì đã thủ tiêu xong Trần Đức Hải. "Ồ, Tư Đồ minh trạch, không nghi ngờ gì chứ." Dương Thần không tin đường đường là đại ca của các bang hội khu Tây lại ngốc nghếch đến vậy, Trương Hổ đầy hưng phấn nói, "Cô sắc vi vài ngày này đang diễn trò rất hay, người của hội Hồng Kinh và người của tôi giao đấu tranh giành địa bàn, hy sinh vài thằng, cuối cùng địa bàn bị tôi đoạt được." Thực ra địa bàn đó đều được tôi và cô Sắc Vi bàn tính sẵn, đánh nhau chỉ qua chỉ là tung hòa mù thôi. Sau khi chấp nhận hy sinh vài thằng nhãi nhép, Tư Đồ Minh đã chính thức để tôi tham gia vào các cuộc họp của các đại ca trong hội Tây Minh, người không được coi thường, vẫn chưa đến lúc kết thúc, chẳng ai biết kết quả như thế nào. Dương Thần nhận thấy sự tình không đơn giản như vậy, nên nhắc nhở vài câu. Trương Hổ gật đầu đồng ý, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Dương Thần, anh ta lại lại thấy đầy sự tự tin từ ánh mắt ấy. Kể cả tư đồ minh không thực sự tin tưởng anh ta thì cũng có đáng kể gì. Có người đàn ông trước mặt này chỉ cần trong lúc nước sôi lửa bỏng, xông vào hang cọp thủ tiêu ông ta. Cái kiểu này cũng chẳng khác với lúc đơn thương độc mã hạ gục Trần Đức Hải là mấy. Dương, thần cơ bản cũng hiểu được suy nghĩ của Trương Hồ, chỉ có điều không thèm nói. Bản thân hắn tuy không sợ ra tay, nhưng nếu ra tay, sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối hoặc không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình lặng hiện tại không thể tiếp tục kéo dài đây cũng là lý do hàng ngày dương thần không tùy tiện ra tay là như vậy cái thằng cha lâm khôn ở đâu dương thần hỏi trương hổ mới nhớ đến cái ông già lâm khôn đáng thương đó chỉ tay về căn nhà kho phía xa ở đằng kia cô em tôi nghe nói đây là việc ngài dương muốn làm lên xung phong đi vào đó rồi em gái ngươi dương thần mới nghĩ lại cái cô gái đáng thương tối hôm đó ngây ngô nói với hắn sao không chạy trốn? Xem ra khi anh trai cô gái đó trở thành đại ca ở đây thì cuộc sống cũng trở lên thú vị hơn. Trương Hồ cười một cách đầy nham hiểm nói. Ngài Dương có lẽ không biết. Cái cô em gái tôi còn lắm trò hơn cái thằng anh nó. Nó nghe thấy Ngài Dương nói chỉ cần không chết người. Làm cái gì cũng được. Lập tức xông vào cái căn phòng đó. Dương thần tin lời Trương Hồ nói. Vì khi bản thân nhìn thấy Trương Anh bị trói chặt trên giường chịu đủ cho hành hạ của lũ người bất nhân đó thì tâm lý bị ảnh hưởng là điều tất nhiên. Cô ấy cũng sẽ dùng những trò tra tân biến thái ấy áp dụng vào người khác. Trương Hồ dẫn lối cho Dương Thần đến cái căn phòng tối tăm đó. Chưa bước vào, Dương Thần đã nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ căn phòng đó. Tiếng la hét đó đích thị là của Lâm Khôn, nghe ra rất là đau khổ, ai oán. Trong căn phòng u ám đó không có mấy ánh sáng lọt vào. Chỉ có mấy cái đèn tóc đỏ không thể chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn đó. Không khí nồng nặc mùi cháy khét bốn bể vứt đầy đồ dùng gia đình phế thải, và vài thứ giống như rèm cửa, cảnh tượng hiện ra lúc Dương Thần bước vào phòng. Đừng nói đến bản thân hắn, mà người đi cùng hắn trương hồ cũng toàn thân nổi da gà. Chỉ nhìn thấy khoảng nền đất nhỏ toàn bộ quần áo hàng hiệu của Lâm không bị lột bỏ. Đến cái quần cũng không biết bị vứt ở phương nào. Cuộc sống ăn chơi đã cho hắn ta một thân hình béo trắng, ụp ịch. Hai tay của hắn ta bị trói chặt sau phía cây cột, không thể động đậy đôi chân bị trói chặt với nhau chỉ có thể co lên co lên duỗi xuống nếu chỉ nhìn thấy cảnh này thì mọi người sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc nhưng ở đằng sau lại có một chàng thanh niên gầy go và cũng để trần toàn thân ôm chặt lấy eo của lâm không và đang thực hiện một số động tác mà nam giới không nên làm với nam giới thở hồn hền phát ra tiếng rên khản đặc lâm khôn cuối cùng lại bị người con trai đó hãm hiếp chẳng trách ông ta không mừng gào thét như một thằng điên trước giờ chỉ biết trêu đùa người khác giờ đây lại bị người khác bỡn cợt thật là không dễ chịu gì dương thần khi còn ở nước ngoài cũng đã gặp cảnh tượng này không ít nhưng dương thần chưa từng thấy đôi nào xấu như đôi này mà trước mặt hắn lại diễn sống động như thế này ngài dương thế nào chiêu này của tôi được không trương anh chiêu này hơi bị độc đấy trương anh e hèm đáp dám động đến ngài dương thế này là còn nhẹ chán nếu không phải không được giết ông ta thì tôi còn nhiều trò độc hơn Dương Thần cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ hồ ly tinh này, đành cười trừ, nhưng đột nhiên hắn thấy người thanh niên còn lại sao thấy quen mặt quá. Chương 72, người chồng vĩ đại, người đó là Trần Phong, Dương Thần cuối cùng cũng nhận ra cái anh chàng tội nghiệp đó là ai, không ở đó lại là anh ta, Trần Phong bây giờ với lần cuối cùng Dương Thần gặp anh ta quả thật có thể gọi là khác nhau một trời một vực. Vốn dĩ có đôi mặt dài, gầy, tóc xoăn tít, hai má hóp, toàn thân chỗ nào cũng thấy hình xăm, càng làm người khác không thể nhận ra là Trần Phong với nét mặt dở dở điên điên, ngờ nghịch, nếu nói đó là người thì thà nói là giống động vật không lý trí mang dáng vẻ con người còn hơn, trước kia là công tử nhà họ Trần, nay thân tàn ma dại, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật là ông trời muốn trêu ngươi, tuy nhiên Dương Thần không có ý thương hại hắn ta. Nếu có quả báo thì Trần Phong ra nông nỗi này cũng là quả báo trước khi hắn ta hay bắt nạt chèn ép người khác. Trương Anh nhìn Trần Phong với con mắt đầy thù hận, chính hắn ta đã hại đời cô. Cô chẳng có lý do gì mà không căm ghét hắn ta cả. Đúng vậy, nhưng hắn ta bây giờ không còn là Trần Phong nữa, hắn ta chỉ là một con chó mà tôi nuôi mà thôi." Trương Anh nói xong, đột nhiên kéo sợi dây thừng trong tay một cái. Trần Phong vừa đang hưng vấn với Lâm Khôn, đột nhiên khàn khàn hét và bị kéo ngã xuống sàn nhà sau đó giống như một con chó nhanh chóng bò về cạnh gót chân của Trương Anh, thè lưỡi liếm ngón chân của cô ấy bị thò ra ngoài khi đeo dép, lúc này Dương Thần mới chú ý, trên cổ Trần Phong bị quấn một chiếc vòng cổ dành cho vật nuôi, dây thừng bị Trương Anh cầm trong tay, mọi hành động của Trần Phong không còn lý trí. Rõ ràng là phải chịu đựng quá nhiều hành hạ dẫn đến giờ giờ điên điên. Mỗi lần nhìn thấy thằng súc sinh này là tôi muốn rút sông bắn vỡ sọ nó ra. Nhưng em gái tôi không cho trương hổ nói một cách giận dữ giết hắn ta thì dễ dàng cho hắn ta quá em muốn hành hạ hắn ta ngày xưa hắn ta hành hạ em bây giờ em muốn có thằng đàn ông khác hành hạ hắn ta mỗi buổi tối em đều cho phép những anh chị em ngày xưa bị hắn ta bắt nạt hành hạ hắn ta đợi đến lúc mọi người chán hắn ta rồi lúc đó giết hắn ta vẫn chưa muộn trương anh hỏi một cách rất tự nhiên ngài dương có còn muốn con chó của em đi phục vụ lão già kia nữa không dương thần nhìn lâm khôn đau đến nỗi ngất đi mặt không biểu cảm nói mọi người tự lo liệu vẫn là câu nói đó chỉ cần không chết còn cái khác không thành vấn đề nói xong dương thần xoay người rời khỏi căn phòng đó hắn không còn tâm trạng để nhìn lại những gì đang xảy ra trong căn phòng đó cho dù là lâm khôn hay trần phong cái kết của chúng như thế nào đã không còn quan trọng với hắn nữa rồi nhưng mọi việc trên thế gian này không bao giờ ngờ được đúng lúc dương thần lái xe quay lại bệnh viện thì nhận được điện thoại của trương hồ thông báo cho anh ta một tin mà khi nghe xong, anh ta đờ người ra, lâm khôn, phát điên rồi, lâm khôn tuy rất nhiều lần bị hãm hại, trả thù không thành, bị vứt vào thùng rác, bị bọn lính đánh thuê bắt cóc, việc không thành lại còn hại đến thân. Ngoài ra còn phải đền cả cổ phần của quốc tế Ngọc Lôi, đối với người chẳng còn gì như lâm khôn bất mãn với đời, này lại bị cái thằng xúc sinh Trần Phong lấy đi nốt cái lòng tự tôn của thằng con trai, vốn là con cháu nhà quyền quý tự do tự tại cả nửa đời người, nay lại có kết cục bi thảm như vậy, phát điên có lẽ đối với Lâm Khôn mà nói lại là một kiểu giải thoát, Dương Thần chỉ ra lệnh cho Trương Hổ đưa Lâm Khôn vào viện tâm thần Trung Hải, còn các việc khác, Trương Hổ biết phải làm gì, đúng lúc Dương Thần đang thương cảm vì việc Lâm Khôn phát điên thì bỗng nhiên có điện thoại của Mạc Thiện Nghi gọi đến, cái cô xếp nữ xinh đẹp này từ trước đến nay thường không nể nang Dương Thần. Kể cả lần này anh ta cứu cô ấy nhưng cô ta vẫn tỏ thái độ cứ như Dương Thần đang nợ tiền cô ta vậy, làm cho Dương Thần cũng chẳng biết làm gì hơn. Này, người đẹp mạc có gì giận dò, Dương Thần thiều thào nói, ở đầu bên kia, mạc nhiên ni có chút tức giận, làm sao, nghe giọng của anh, nghe vẻ nói chuyện với tôi rất tủi thân lắm hay sao, không tủi thân, được sủng ái quá nên sợ, cái người đẹp này đang yên đang lành thì lại thích gây sự. Ở đầu bên kia Mạc Thiên Ni nấc lên một tiếng, tôi nói cho anh biết, hôm nay bổn tiểu thư này muốn mời anh ăn tối đừng có nghĩ người tâm địa người khác xấu dương thần rất hoài nghi hỏi một cách đầy cảnh giác cô mạc không phải muốn tôi đi đòi nợ ở chỗ nào đó mà có ăn tối đó chứ dương thần ngươi chết đi bổn tiểu thư tỏ lòng nhân từ muốn mời anh đi ăn tối vì anh đã cứu ta anh nghĩ ta là loại con gái thích gây sự không biết nghĩ sao thì vốn dĩ là vậy dương thần nghĩ trong bụng nhưng lại bị mắc ở miệng dù sao cũng chẳng có lý do gì để từ chối Bụng anh ta cũng đang cồn cào, vậy anh đến bãi đỗ xe công ty, tôi lái xe đưa anh đi." Mạc Thiện Ni nói xong liền cúp điện thoại, bụng Dương Thần đang đói cồn cào, nhấn chân ga tăng tốc độ, chẳng mấy chốc là đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm quốc tế Ngọc Lôi. Bây giờ là giờ tan ca, chẳng còn mấy xe ở trong bãi đỗ nữa, chiếc Audi A4 màu đỏ của Mạc Thiện Ni cực kỳ nổi bật đỗ ở một góc khuất. Chủ nhân của chiếc xe đó đang chăm chú nhìn đồng hồ đợi Dương Thần mạc thiện ni đã thay đổi quần áo với váy gen hoa văn màu đen ôm vừa cái eo thon nhỏ bờ vai thẳng tắp đôi chân dài trắng nõn nà chân đi đôi giày cao gót đính thủy tinh óng ả mái tóc buông sóng rất hợp với vóc dáng khuôn mặt có thoa ít phấn trang điểm càng lộ rõ vẻ cuốn hút gợi cảm phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người phương đông nếu không hiểu rõ những thủ đoạn của người đẹp này chắc dương thần cũng giống như những người con trai khác bị hút hồn bởi vẻ quyến rũ của Mạc Nhiên Ni, lên xe, Mạc Thiện Ni không nói nhiều, nhìn thấy Dương Thần đi tới, liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đợi Dương Thần ngồi vào trong xe xong, Mạc Thiên Ni mở nhạc, chiếc iPod nhỏ nhắn kết nối với bộ khuếch tán ox, âm thanh du dương của bài hát mộng tình thời gian đang lan tỏa trong xe, Mạc Thiện Ni cũng không chủ động nói chuyện với Dương Thần, tập trung lái xe sau khi xe chạy lên đường cao tốc, Dương Thần bất giác phát hiện trong iPod của Mạc Thiên Nhi toàn là những bản tình ca bất hù nổi tiếng, thậm chí là một số bản nhạc nổi tiếng của nhóm rock The Beatles. Xem ra cô cũng rất hoài niệm, Dương Thần vô tình nói, không ngờ một người con gái thành phố lại có khiếu thưởng thức đến vậy, Mạc thiện Nhi liếc Dương Thần một cái và nói, cái mới thường dễ bị lãng quên. Nhưng những thứ không bị lãng quên thì đáng để hoài niệm, nói xong, liền ngập ngừng một lát rồi lại nói với kẻ thô lỗ như anh thì có nói, anh cũng chẳng hiểu. Tôi hiểu, Dương Thần rất thành thật nói. Hai năm trước tôi thấy ở Hollywood Jessica Alba rất xinh đẹp, lại vừa quyến rũ, nhưng đến lúc cô ấy có thai, thì tôi mới phát hiện cái cô Marilyn Monroe chết cách đấy rất lâu rồi. Càng có sức hấp dẫn hơn, mặc thiện ni suýt chút nữa thì nghẹn sặc. Nếu không phải vì chân đang bận đạp chân ga, thì cô đã đặt Dương Thần một cái bay ra khỏi xe, không gian đột nhiên trở lên yên lặng trong xe chỉ có âm thanh của nhạc rock in lần tạo lên những tiết tấu thoải mái. Khi xe dừng hẳn, Mạc Thiện Nhi mới nói, đến rồi, xuống xe, Dương Thần thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghi ngờ bản thân có phải đang hoa mắt, rồi chỉ tay về phía bảng hiệu trang trí đầy ánh đèn, và nói, cô chắc đây là chỗ chúng ta ăn tối. Không được sao, Mạc Thiện Nhi nét mặt hầm hầm nói, Dương Thần lắc đầu nói, tôi chỉ lấy làm lạ là làm sao cô lại đến chỗ này ăn tối. Tôi cứ nghĩ cô sẽ đưa tôi đến chỗ nào sang trọng lịch sử, ví dụ như nhà hàng Pháp chẳng hạn, như vậy sẽ xứng đáng với thân phận của cô hơn. Tôi thích ăn ở quán cóc, và còn thích ăn đồ ăn vỉa hè nữa cơ. Thật không may là anh đoán nhầm rồi, Mạc Thiện Ni chừng mắt nhìn Dương Thần và nói, xuống xe, quán cóc thì quán cóc, Dương Thần tất nhiên là không quan trọng, chỉ cần có người trả tiền là được, vì anh ta không mang theo tiền dọc theo con đường cạnh bờ sông ở khu ngoại ô Trung Hải, buôn bán theo hình thức quán cóc cực kỳ phát triển và đầy tiềm năng, trải dài hết tầm mắt là đủ các loại dù bạt dùng đủ loại kích cột tre hoặc gậy sắt to nhỏ đỡ lấy, ánh đèn đầy màu sắc của biển hiệu làm hiện rõ tên của cái quán này lên, phía bên ngoài người qua lại không ngớt. Thứ làm cho Dương Thần cảm thấy bất ngờ là đại đa số khách đến khu vực Trung Hải này lại là tầng lớp nhân viên văn phòng, rất nhiều còn mặc cả đồng phục vest tông công sở đến có những người vì sợ nóng lên cầm ca vát, áo vest tông trên tay, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, lúc này, gió từ ngoài bờ sông thổi vào phần nào làm dịu mát cái không khí nóng nực, do đó có phần dễ chịu hơn, làm cho không khí ở đây trở nên thoải mái hơn nhiều. Như mùi vị của hoa quả và rau xanh tạo cho nơi này có nét thôn quê nổi bật, đó có thể là cái mà người ở thành phố đang tìm kiếm, bất kể người đông đến thế nào chỉ cần người đẹp mặc thiện ni mặc váy đen với hoa gen đi trong đám đông vẫn cứ thật nổi bật nếu không phải lúc hai con mắt chừng chừng nhìn người khác thì mặc thiện ni quả thật là một cô gái đẹp mê hồn tướng mạo đoan chính Quyên rũ bước đi nhẹ nhàng dáng người thắt đáy lưng ong bờ vai thẳng tắp càng làm cho cô ta trở lên quyến rũ xinh đẹp dương thần đi cùng người con gái đẹp như vậy không ít người con trai ném cho hắn ánh mắt ghen tị cô thường tới nơi này dương thần không biết rằng tại thành phố trung hải lại có một nơi như thế này có cảm giác mới mẻ lên ngó trước nghiêng sau hỏi mạc thiện ni gật đầu lâu rồi không đến có nhiều quán thế này biết chọn quán nào dương thần hoa mắt vì có quá nhiều quán ăn ở đây tuy có phần giống nhau nhưng về trình độ nấu ăn xem ra cũng có phần khác biệt mạc thiện ni liếc mắt nhìn anh ta nói cứ đi theo tôi là được rồi dương thần không nhiều lời anh ta phát hiện từ lúc mạc thiện ni đến nơi này cô ta trở nên cực kỳ yên lặng, cũng không phải là không nói chuyện bình thường, nét mặt như đang nghĩ về cái gì đó, hay đang tìm lại ký ức gì đó, đi được khoảng 7-8 phút. Mạc Thiện Ni dẫn Dương Thần đến một quán gọi là Xuyên Hương, không cần hỏi thì cũng biết quán này có hương vị đặc biệt riêng, trong quán chỉ có một người phụ nữ với mái đầu hoa dâm, thân hình bầu bĩnh, nhìn thấy Mạc Thiện Ni liền chạy lại và nở một nụ cười thân thiện nói, Thiện Ni, lâu rồi không đến, nhớ cô quá trời mạc thiện ni cũng nở một nụ cười ấm áp pha lẫn chân thành chạy lại ôm lấy người phụ nữ đó cũng chẳng thèm để ý đến khắp người bà ta toàn mùi dầu mỡ dì hương lâu nay bận không hôm nay con dẫn bạn đến ăn cơm tiện thể có thời gian đến thăm gì mạc thiện ni cầm tay dì hương và nói dì hương liếc nhìn dương thần lúc này đang đứng sau mạc thiên nhi và lộ một nụ cười đầy ẩn ý với vẻ mặt làm ra vẻ đã biết rõ sự việc rồi nói đây là bạn trai con hả cái gì mà mời bạn ăn cơm không ăn cơm, có bạn trai rồi sao không nói với dì Hương một câu, Mạc Thiên Ni mặt đỏ bừng, liền nhanh chóng xua tay phản đối, không phải đâu dì Hương, anh ấy là chồng của bạn thân con, đồng thời cũng là đồng nghiệp, hôm nay anh ấy giúp đỡ con, nên con mới mời anh ấy ăn tối đấy. Thì ra là vậy, dì Hương cười chữa thẹn, chào hỏi Dương Thần, bạn của Thiện Ni, đừng khách khí, mời ngồi, cậu lần đầu đến đây để gì làm cái gì cho cậu ăn, không tính tiền, dương thần cảm ơn dì hương, và cùng Mạc Thiện Ni tìm chỗ ngồi, sau đó dì hương mang trà đến mời hai người uống, rồi đi vào bếp bắt đầu làm việc. Cô rất thân với bà chủ ở đây, họ hàng nhà cô, dương thần tò mò hỏi Mạc Thiên Ni uống ngụm trà, rồi lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán nói, dì hương là người cùng quê với tôi, vài năm trước khi tôi vừa đến Trung Hải, mọi thứ đều lạ may mà có gì chăm sóc và giúp đỡ thì ra cô là người tứ xuyên. Dương thần có vẻ ngạc nhiên, lần trước tại bệnh viện, cô nói cô quen nhược khê quen nhau được vài năm rồi. Vậy năm 13-14 tuổi cô đã một mình đến Trung Hải rồi, sao, có gì kỳ lật sao? Mạc Thiên Ni hỏi ngược lại, Dương Thần lắc đầu nói, tôi chỉ là khâm phục, một cô bé 13-14 tuổi một mình đến một nơi rộng lớn như thế này, mà lại còn có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay. Mà nhưng bố mẹ cô đâu mà để cô một mình đến đây, ánh mắt của Mạc Thiện Nhi có chút gì đó u buồn, Lý Nhi nói, nhà của tôi ở trên núi, rất nghèo, mỗi năm chỉ dựa vào mấy mẫu ruộng bậc thang sống qua ngày. Bà tôi mất vì bệnh tật năm tôi 13 tuổi, thậm chí tôi đến lúc ba tôi mất, tôi vẫn không biết ông mất về bệnh gì, mẹ tôi một mình nuôi tôi quá vất vả, lên tái giá với một người đàn ông cùng thôn, dương thần chẳng biết nói gì không ngờ một cô gái xinh đẹp quyến rũ như Mạc Thiện Ni lại có một quá khứ buồn như vậy. Cô không đồng ý cho mẹ cô tái giá nên đã một mình bỏ đi, im lặng một hồi lâu, rồi Dương Thần mới hỏi. Không phải, Mạc Thiện Ni lấp liếm, lấy tay lau nước mắt, nói tóm lại, là tôi có lý do đi khỏi nơi đó, hơn nữa ở đó chẳng có trường học, tôi không muốn lãng phí cả đời mình ở đó. Dương Thần nhìn thấy đôi mắt của Mạc Thiện Ni hoen đỏ, ngân ngân nước mắt. Chương 73, tôi có thể ôm anh không sao không nói được gì à có phải tự cảm thấy mình có lỗi không mạc thiện ni hỏi dồn dập tôi không tranh cãi với cô tuy cô nghĩ huống hồ chuyện kết hôn không phải là ý muốn của tôi có một số việc không phải chỉ cần nói dăm ba câu là có thể rõ ràng dương thần cười thản nhiên mạc thiện ni lập tức nghiến răng nghiến lợi tôi muốn để anh bước vào đó mới nói với anh như vậy anh rõ ràng không ngu ngốc thậm chí còn thông minh hơn rất nhiều so với những người khác. Anh biết nhiều ngoại ngữ như vậy thì có thể thấy ngay được là tại sao không thể làm tốt được việc đó. Giống như những người đàn ông trẻ tuổi khác đấu đá nhau tại nơi làm việc. Chẳng lẽ cả đời này anh cứ bám váy đàn bà như thế sao? Chỉ sợ nhược khê vạch áo anh cho người khác xem lưng thôi. Kiểu gì cũng có một ngày sẽ không cần anh nữa, rồi lúc đó anh sẽ làm thế nào? Bám váy đàn bà cũng không sao, dương thần gật đầu hàm ý tôi bây giờ không phải là đang lái xe của vợ sống ở nhà của vợ cảm thấy không tồi chút nào nếu như thật sự có một ngày cô ấy không cần tôi bên cạnh nữa thì tôi sẽ trở về bán thịt dê xiên nướng anh mạc thiện ni tức sôi máu mình tận tình khuyên bảo anh ta vậy mà anh ta lại coi đó là một điều hiển nhiên thở một hơi thật sâu mạc thiện ni mới có cảm giác ngực mình được lưu thông chốt máu nhưng khuôn mặt trước mắt cô càng nhìn càng không thể chấp nhận được cô liền chuyển hướng sang bên hương tẩu hô, hương tẩu, cho tôi hai chai rượu trắng nữa, loại mạnh ý, hương tẩu đích thân xuống bếp, nghe xong liền cười một tiếng. Rượu trắng, không phải là rượu cao lương sao, dương thần không biết nhiều về cách ủ rượu truyền thống ở trong nước, đúng vậy, không uống rượu, tôi sẽ bị một tên vô lại như anh làm cho tức chết, mạc thiện ni chừng mắt nhìn dương thần, hương tẩu hiển nhiên biết mạc thiện ni biết ăn cay. Cũng biết uống rượu, vì thế bưng lên vài món ăn bất luận là hải sản hay rau xanh đều cho thêm ớt vào. Hơn nữa hai chai rượu trắng không nhãn mát gì nhìn là biết rẻ, nhưng lại là rượu mạnh, biết uống rượu không? Mạc Thiện Ni sau khi mở một chai, dương mắt nhìn Dương Thần hỏi, Dương Thần ngửi mùi hương rượu bay ra là đã cảm thấy hơi chóng mặt. Rượu Tây Anh đã uống qua nhiều, rượu vang cũng thường xuyên uống, nhưng thứ rượu cao lương cay nồng này thì anh rất ít khi đụng vào. Gặp phải dáng bổ, ta đây biết uống, của cô nàng xinh đẹp mạc thiện ni này anh đành cười một cách đau khổ nói tôi uống một chút thôi không quen đúng là không phải đàn ông mạc thiện ni cười khẩy rót một ít vào trong ly thủy tinh của dương thần hương tàu chào mời khách nói vài câu với mạc thiện ni thì lại bận ra ngoài tiếp khách chỉ còn lại hai người ngồi ở một góc ăn các món cay của tứ xuyên uống rượu cao lương đêm đến những ngọn đèn cạnh bờ sông quanh co khúc khuỷu trên bầu trời ánh trăng sáng lung linh chiếu xuống mặt nước những chùm sao tô điểm mặt sông ngượn sóng giống như một dải ngân hà dưới trần gian gió lạnh phảng phất những tiếng ồn ào náo động cũng không chói tai dương thần ăn vài món cay nhấp chốt rượu cho đỡ bỏng lưỡi dần dần cảm thấy quanh mình không khí náo nhiệt sôi nổi mà trong lòng chính mình lại thấy thật dễ chịu khác thường thế là như có một chút yêu tư đây chẳng phải là cuộc sống mà bản thân mình hướng tới hay sao có rượu có thịt có đủ các thể loại người qua lại xung quanh, có thể cảm nhận thấy gió đang thổi, bóng cây đang lắc lư, thấy tiếng nước chảy, thấy tiếng côn trùng kêu. Tất cả những thứ này đều hiện lên thật tuyệt đẹp, làm cho con người ta phải hướng tới, hồi lâu, Dương Thần định thần lại, nhìn về phía Mạc Thiện Ni ngồi đối diện, không khỏi sửng sốt, Mạc Thiện Ni đã uống cạn một bình rượu trắng, ít cũng phải đến nửa lít, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên ửng hồng. Làn da mịn màng dưới ánh sáng của ngọn đèn càng làm da cô hồng hào khác lạ, làm mê hoặc lòng người, đôi mắt của người đẹp như mặt hồ đầy nước long lánh, lặng lặng nhìn thức ăn trên bàn, lại không động đến đũa, chỉ có một tay giữ lấy ly rượu, giống như là đang mẩn người ra. Cũng đã khá nhiều rồi, cô trước kia đều uống nhiều như vậy sao, Dương Thần cảm thấy đối với một người phụ nữ, uống hết nửa lít rượu trắng đã là quá nhiều rồi, Mạc Thiện Ni vẻ mặt ngây thơ nhìn Dương Thần một cái hiển nhiên là đã có chút men say, lắc đầu, trước đây, không có ai có thể đến đây cùng tôi, một người không thể uống nhiều như vậy. Cô không có bạn, Dương Thần tò mò hỏi, Mạc Thiện Ni bật cười, như một đóa hoa nở rộ, anh thấy bạn của trưởng phòng quan hệ công cộng quốc tế sẽ có người thích đến quán ăn bần thiểu này để ăn cơm, Dương Thần im lặng, đích xác, dựa vào thân phận hiện tại của Mạc Thiện Ni. Những người kết giao với cô không biết liệu có phải là bạn thực sự không? những người như vậy làm sao có thể tự dưng đến nơi ồn ào tạp nham này để ăn cơm chứ sẽ chỉ làm mất giá trị của bản thân và cảm thấy mất mặt mà thôi nói như vậy tôi rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên cùng cô đến đây ăn cơm dương thần tự diễu hơn nữa là người đàn ông đầu tiên tôi mời riêng đến mạc thiện ni cười khẽ nói những người đàn ông khác muốn mời tôi đi ăn cơm tôi đều từ chối may mà là quán cơm nếu không ở chỗ khác bị người ta nhìn thấy tôi đã trở thành kẻ thù của cánh đàn ông rồi dương thần nói không tốt sao tôi thấy những đồ ăn ở đây so với những khách sạn năm sao kia ngon hơn nhiều mạc thiện nhi nhe răng cười rất vui vẻ dương thần gật gật đầu tuy rằng có cay chút nhưng đồ ăn ở đây mang hương vị của cuộc sống là thứ mà hắn thích hai người đang nói chuyện điện thoại của mạc thiện nhi ở trên bàn rung lên cô từ từ cầm điện thoại lên xem số gọi đến nụ cười trên mặt tắt ngấm tiếp đến cô bấm trả lời mẹ vâng con biết rồi con sẽ đi vâng mẹ giữ gìn sức khỏe sau khi bình thản gác máy điện thoại mạc thiện ni vứt điện thoại xuống cầm chén rượu lên uống cạn chỗ rượu còn lại ở trong chén dương thần vừa xem cảnh tượng đó liền nghi ngờ hỏi điện thoại của mẹ cô mạc thiện ni nhìn hắn gật gật đầu anh không nghe thấy sao có việc gì gấp à không phải có cần giúp đỡ không không cần sắc mặt của cô xem ra không được tốt lắm. Anh phiền phức vậy, Mạc Thiện Ni không giữ nổi bình tĩnh trao mày. Dương thần cười gượng gạo. Tôi ăn no rồi, còn cô ăn no rồi thì đi thôi. Mạc Thiện Ni đứng dậy, cầm vài thứ mang theo mình rồi rời khỏi chỗ. Cho dù hương tẩu lại chối từ, nhưng Mạc Thiện Ni vẫn đưa tiền. Còn rúi cho hương tẩu vài đồng một trăm, nói là cho mấy đứa nhỏ của hương tẩu mua vài thứ lặt vặt. Dường như biết tính bướng bỉnh của Mạc Thiện Ni. Cuối cùng hương tàu không thể đùn đẩy được nữa đành phải nhận lấy. Hai người trở lại bãi đỗ xe. Trên đường đi Mạc Thiện Ni dường như có chút gì đó không yên lòng. Không nói gì chỉ lặng lặng đi về phía trước. Khi đi đến bãi đỗ xe, trông cô như một viên pha lê hiện lên cô đơn giữa màn đêm yên tĩnh. Đột nhiên, Mạc Thiện Ni xoay người nhìn chằm chằm vào Dương Thần. Trong bóng tối, gương mặt xinh đẹp kia lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sao vậy? Dương Thần luôn cảm thấy Mạc Thiện Ni bất thường có thể tâm tư của người phụ nữ chính bản thân cũng không thể đoán ra đành đi cạnh cô không lên tiếng tôi có thể ôm anh không cái gì trả lời câu hỏi của dương thần mạc thiện ni tiến lên mở rộng hai cánh tay muốn một cái ôm dương thần không có ý sẽ từ chối để né tránh khi cánh tay mịn màng nhưng lạnh lẽo của mạc thiện ni quàng vào cổ hắn mùi rượu bay ra hòa với mùi thơm ngọt ngào của cơ thể từ ngực của dương thần trở xuống có thể cảm nhận rõ được hai bầu ngực căng tròn, đẫy đà mà mềm mại của mạc thiện ni, hơi một chút do dự, dương thần thở dài, giơ hai tay đầy cảm thông, ôm lấy tấm lưng ngọc ngà của mạc thiện ni, vuốt nhẹ nhàng, trong bóng đêm, hai người như một đôi tình nhân đang tình tứ bên nhau. Cái ôm ngọt ngào giữa một vùng ngoại ô bốn bề vắng lặng, hưởng thụ thời khắc hiếm có của hai người, thực ra cô có việc gì có thể nói ra nói không chừng tôi có thể giúp được cô giống như ngày hôm nay chẳng hạn dương thần nói mạc thiện ni dựa vào ngực dương thần vuốt nhẹ nói ấp úng đừng nói bất cứ điều gì cũng đừng hỏi gì cả hãy để tôi ôm như thế này một lúc thôi một lúc thôi dường như cái ôm này rất lâu nhưng khi hai người tách nhau ra lại cảm thấy chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt mạc thiện ni vén vài sợi tóc trên mặt có chút ngượng ngùng liếc nhìn dương thần cảm ơn anh chúng ta về thôi người đẹp nhào vào ôm, tôi phải là người được hời mới đúng chứ, tôi biết anh sẽ không có ý nghĩ đó. Thiện Ni cố ý nhìn xuống phía dưới Dương Thần, trừ phi anh bất lực, Dương Thần đơ mặt ra, thời buổi này là một người đàn ông trong sạch cũng khó, người phụ nữ này xấu thật, không ngờ còn để ý đến sự biến đổi sinh lý của mình. Sau khi ngồi nhờ xe của Mạc Thiện Ni về đến quốc tế Ngọc Lôi, Dương Thần và Mạc Thiện Ni tạm biệt nhau, sau đó cô lại mở xe cửa xe của mình, nhanh chóng tới bệnh viện. Mặc dù nói Lâm Nhược Khê đã hoàn toàn hết hy vọng với người bố Lâm Khôn, nhưng khi biết tin Lâm Khôn bị điên vẫn phải nói với cô. Khi đến được bệnh viện đã là 10 giờ đêm, trên đường ngoài những y tá phải trực đêm ở bệnh viện ra, căn bản là không có bóng người nào. Đi đến trước của phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng, vốn tưởng rằng Lâm Nhược Khê vẫn chưa ngủ, nhưng khi đẩy cửa vào thì biết mình đã đoán sai, chiếc đèn bàn đặt trên một chiếc tủ nhỏ ở đầu giường vẫn sáng nhưng lâm nhược khê nằm trên giường đã ngủ rất say sưa nghiêng người nằm trên chiếc đệm trong tay vẫn còn cầm quyển sách liên quan đến kinh tế thị trường trên người mặc chiếc áo ngủ nam có đường kẻ sọc màu lam rộng thùng thình mái tóc rủ xuống che mất nửa khuôn mặt lộ ra vẻ đẹp yếu mềm mà thường ngày không thấy được rất khó có thể tưởng tượng được một người phụ nữ con cháy như vậy lại là một vị tổng giám đốc công ty nổi tiếng trong giới kinh doanh trên đôi vai gầy yếu đó lại phải gánh vác trọng trách to lớn của hàng trăm hàng vạn nhân viên các nơi trên thế giới. Nghĩ một lúc, Dương Thần liền cảm thấy khâm phục người vợ của mình, cảm thấy không khí trong phòng có chút lạnh lẽo. Dương Thần thấy Lâm Nhược Khê ngủ khi đọc sách, nửa thân trên ở bên ngoài chăn, không khỏi lo lắng cho cô không biết lại cảm lạnh phát sốt lần nữa. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Thần đi nhẹ nhẹ đến cạnh giường, không phát ra tiếng động, từ từ dùng tay đỡ đầu Lâm Nhược Khê lên rút chiếc gối cao ở bên dưới ra, sau đó để Lâm Nhược Thần gối lên chiếc gối đó ngủ, tiếp đó lại kéo chiếc chăn lên đến bả vai của Lâm Nhược Thần, kẹp chăn lại cẩn thận, đảm bảo không có khe hở nào để gió lùa vào. Đúng lúc này, Lâm Nhược Khê chợt mở mắt nhìn Dương Thần một cách khó hiểu, e rằng chỉ nhìn lẳng lặng như vậy nhưng Dương Thần vẫn có thể cảm nhận thấy, đôi mắt đó sâu và trong suốt như vậy, không khỏi khiến bản thân giật mình tại chỗ. Trường 74, vị khách không muốn gặp, Thực ra, từ lúc Dương Thần bước vào cửa, Lâm Nhược Khê đã chú ý đến. Bởi vì, còn trẻ nhưng đã phải gánh vác trọng trách của công ty mà bà nội giao phó, vì vậy thường quên ăn quên ngủ, lo lắng bộn bề cho công việc, điện thoại mở máy liên tục 24 giờ, giấc ngủ của Lâm Nhược Khê cũng không được sâu. Cử chỉ ân cần dịu dàng của Dương Thần khiến cô không muốn tỉnh dậy. Cô không biết phải đối mặt như thế nào với sự chăm sóc chu đáo của người đàn ông này nhưng lại cảm thấy cứ giả vờ ngủ như vậy cũng không ổn. Chính bản thân cuối cùng vẫn phải đối mặt với tất cả những thứ này. ơi làm em thức giấc rồi. Dương thần định thần lại, không biết làm thế nào. Cử chỉ đã nhẹ nhàng như vậy rồi. Không ngờ vẫn làm cô tỉnh giấc. Lâm nhược khê lẳng lặng nhìn Dương thần một hồi, chớp mắt vài cái. Nhẹ nhàng hỏi, tiện ni mời anh ăn cơm đấy. Cô ấy thế nào rồi? Cái gì thế nào? Dương thần buồn bực tại sao câu nói đầu tiên lại là mạc thiện ni cô ấy hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm lâm nhược khê nói đương nhiên sẽ không tốt dương thần ngồi ở chiếc ghế cạnh giường nói bị trói buộc tâm trạng còn có thể vui được nữa sao đấy là chuyện khác lâm nhược khê khẳng định dương thần nhíu mày nhớ lại khi ăn cơm mạc thiện ni có nhận một cuộc điện thoại là chuyện trong nhà cô ấy anh chỉ biết cô ấy có người nhà đến tâm trạng cô ấy không tốt chính xác là không tốt nhưng hiện tại chắc là không sao dương thần sẽ không nói trước mặt vợ rằng bởi vì tôi người chồng của em đã ôm cô ấy cho dù người phụ nữ lạnh lùng này không để ý gì cả sau khi lâm nhược khê ừ một tiếng lại nhắm mắt lại tỏ ý rất rõ ràng rằng em muốn đi ngủ anh đi đi dương thần cười khổ việc của bản thân vẫn chưa nói vì thế liền bảo anh còn chuyện này muốn nói với em em nghe rồi cũng đừng quá kích động có liên quan đến lâm khôn lâm nhược khê lại mở mắt nhưng không nói gì nhìn dương thần ông ấy điên rồi có thể không chịu nổi thất bại của những việc này đã vào bệnh viện tâm thần rồi dương thần nói dứt khoát lâm nhược khê rõ ràng bị chấn động mạnh nhưng sau đó lại chờ mình không đối mặt với dương thần nữa nói em biết rồi anh đi đi dương thần biết cô cần bình tâm một chút cho nên cũng ngay lập tức rồi khỏi phòng bệnh vài ngày sau cuộc sống của dương thần trở nên bình lặng nhưng thoải mái mỗi buổi sáng vẫn như trước đem cơm đến cho các nữ nhân viên trong văn phòng sau khi trải qua một thời gian có chút u tối quan hệ của ba người phụ nữ lưu minh ngọc trương thái cùng với triệu hồng yến ngày càng trở nên thân thiết hơn thỉnh thoảng lại đùa giỡn xóa sạch mọi dấu vết mờ áng trêu ba người phụ nữ hỡn dỗi đến mức muốn đánh người cũng là một việc vui lớn ngoài trò chơi điện tử của dương thần trưởng phòng mã yên phận không đến quấy giày các nhân viên nữ phòng quan hệ xã hội nữa theo như những gì lưu minh ngọc nói lão này đã nộp đơn từ chức cho ban giám đốc công ty, tìm một dịp giao ban để nghỉ ngơi, Mạc Thiện Nhi cũng khôi phục lại công việc bình thường. Ngoài công việc của bản thân ra, cô còn kiêm luôn chức vụ phó tổng giám đốc công ty. Hóa ra vị trí phó tổng giám đốc này chẳng có ai, bởi vì dưới cái khí chất thương trường lớn mạnh của Lâm Nhược Khê, căn bản là không cần phó chủ tịch gì cả, thậm chí là trợ lý, nhưng Lâm Nhược Khê bị bệnh công ty có rất nhiều việc khó có thể quyết đoán được kết quả là lâm nhược khê ở trong bệnh viện đưa ra hàng loạt các chỉ thị để cho rất nhiều quyết định thường ngày của công ty đều do mạc thiện nhi chỉ đạo đồng thời để cho thư ký tổng giám đốc ngô nguyệt cũng chính là người phụ nữ lạnh lùng ở sân bay đó giúp đỡ giải quyết tuy rằng mạc thiện nhi còn trẻ nhưng có rất nhiều nguyên lão của công ty đều rất rõ không ít mối quan hệ của cô với tổng giám đốc cũ và tổng giám đốc đương nhiệm Quốc tế Ngọc Lôi có thể nói là tài sản tư hữu của Lâm gia. Lời nói của Lâm Nhược Khê từ trước đến nay đều nhất môn cửu đỉnh, lời nói ra rất có chữ tín. Đồng thời ban giám đốc hiểu rất rõ những thành tích to lớn trong công việc của Mạc Thiện Ni nên không có ai phản đối gì. Khoảng thời gian này xảy ra chuyện khá thú vị. Sau khi các nhân viên trong công ty bàn bạc thương lượng với nhau liền kéo quân tới bệnh viện thăm Lâm Nhược Khê. Đây là việc ngoài dự liệu của Dương Thần bởi vì cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày của Lâm Nhược Khê căn bản là chẳng có nhân viên nào trong công ty dám chủ động đến nói chuyện với cô. Nhưng không ngờ Lâm Nhược Khê vừa mới nhập viện các nhân viên đều quan tâm nhiệt tình đến thăm hỏi như vậy. Đàn oanh oanh yến yến này của phòng quan hệ xã hội cũng chuẩn bị không ít sự chọn lựa kỹ càng, những món quà bổ dưỡng đều mang đến bệnh bệnh viện, còn mua cả một bó to khang nãi hình trong đó có một nữ nhân viên trong phòng quan hệ xã hội mang theo một máy ảnh đến bệnh viện để chụp một tấm ảnh thực về lâm nhược khê đang nằm trên giường bệnh trong tấm ảnh đó một lâm nhược khê không trang điểm phấn son mặt mộc cầm trong tay quyển sách ánh mắt trong veo nhìn các nhân viên đến thăm mình từ sâu bên trong tỏa ra một vẻ đẹp tự nhiên khiến cho các nhân viên nữ có khả năng tiềm tàng theo đuổi các ngôi sao cũng phải trầm trồ ước ao ngưỡng mộ tổng giám đốc không trang điểm mà vẫn có vẻ đẹp hoàn mỹ đến như vậy, thậm chí không trang điểm còn xinh đẹp hơn. Lúc này, Dương Thần mới để ý thấy nữ tổng giám đốc xinh đẹp này, người phát tiền lương cho người khác nhận được sự hoan nghênh. Đương nhiên, ngoài những nhân viên trong công ty ra, những người trong giới doanh nghiệp Trung Hải cũng nhân cơ hội này đến thăm cô. Hóa ra còn muốn Lâm Nhược Khê đang ủ rũ nằm dưỡng bệnh lấy lại được tinh thần. Uống thuốc đồng y đồng thời nói vài câu với những người vẻ mặt tươi cười mà ngày ngày cố gắng tránh này. Do quan hệ vợ chồng cần phải hết sức khiên tốn nên thời gian dương thần đến bệnh viện cũng ít đi nhiều. Đúng tuần thứ hai, vào đêm hôm đưa sách cho Lâm Nhược Khê, dương thần đã đụng ngay phải một vị khách có thế nào đi nữa cũng không muốn gặp chút nào. Đi vào trong phòng bệnh của Lâm Nhược Khê là người dương thần đã có duyên gặp hai lần, đồng thời là nữ cảnh sát trưởng để lại những ký ức chẳng vui vẻ gì thái nhiên nhưng Thái Nhiên giờ phút này đang mặc thường phục trên người là chiếc áo phông kiện Lý Duy Tư màu trắng, bó sát người, ngắn tay. Vòng một đẫy đà và vòng eo thon thả đã làm tôn nên vẻ đặc biệt rất dễ khiến người khác chú ý, phía dưới là chiếc quần jean màu nhạt, dưới đôi chân dài, trắng nõn nà, không có một chút sẹo nào là đôi giày Nike màu hồng, thêm vào đó là mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt oai hùng làm mê hồn người kết hợp với dáng người thon thả hoàn toàn nhìn không ra thân phận cục trường cục cảnh sát khu Tây, giống như một người đẹp đô thị. Khi Thái Nhiên xuất hiện ở trong phòng, Dương Thần hoài nghi bản thân rằng có phải mình nhìn nhầm không, nhưng ngay lúc đó nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp đó từng nét đều rất hài hòa, nụ cười hàm chứa một điều gì đó sâu sắc, Dương Thần mới tin rằng không gặp phải quỷ trong đêm. Khách quý, Cục trưởng Thái không ngờ lại đến dương thần cười nghênh đón tôi biết anh thực ra không muốn chào đón tôi nhưng tôi đến đây để thăm nhược khê thái nghiên nhìn dương thần một cái lập tức đi đến cạnh giường lâm nhược khê có chút đau lòng nhìn lâm nhược khê nói với cô rồi đừng liều mạng như thế là cô không biết quý trọng bản thân lâm nhược khê hiển nhiên cũng rất thân với thái nghiên bởi vì cô rất hiếm khi lộ ra nụ cười cả chỉ vào thứ đồ trên tay của thái nghiên nói đó là quà cho tôi sao trong tay của Thái Nhiên cũng cầm một món quà đến, nhưng không phải là hoa quả, không phải hoa tươi, không phải là cái gì khoa trương như nhân sâm ngàn năm của núi Trường Bạch hay nấm linh chi vân điền giã, đó là một hộp viên gạo nếp. Đúng vậy, cái sở thích ăn vật này của cô tôi còn lạ gì nữa. Từ nhỏ cô đã thích ăn cái này, vì thế tôi cũng không mang cái khác đến, Thái Nhiên nói. Cảm ơn, Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói, Thái Nhiên biểu môi, giả vờ giận dữ nói không cần cảm ơn thực ra trước đó tôi không có ý định đến đây cô thật chẳng có lương tâm kết hôn cũng không thông báo cho người chị em này một tiếng uổng công chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ lâm nhược khê cúi đầu không nói được gì đành chọn cách im lặng thái nghiên dường như hiểu tinh khí của cô cố nói nhưng tôi vẫn thực sự không ngờ rằng hôm đó cô khiến luật sư trương đến cục của chúng tôi người đàn ông đi theo lại trở thành chồng của cô khi nào các người bắt đầu qua lại vậy tại sao tôi một chút cũng không biết, Lâm Nhược Khê vẫn tiếp tục không nói gì, thực ra cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa, Thái Nhiên biết rằng đề tài này chẳng thể tiếp tục được nữa, bất đắc dĩ biểu môi, được rồi, người như cô từ nhỏ đã như vậy, một khi gặp phải vấn đề nan dài thì sẽ không nói thẳng. Hôm nay tôi đến, thực ra còn có một việc muốn nói với cô, ông nội cô nói rất nhớ cô, bảo cô hãy giữ gìn sức khỏe, nghe đến hai chữ. Ông nội, Lâm Nhược Khê đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh lùng, nói, không cần ông ấy quan tâm làm gì, hơn nữa tôi sớm đã không có ông nội rồi. Thực ra Lâm Gia Gia có nỗi khổ riêng, Thái Nhiên cười chua xót cố giải thích nhiên nhiên, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, Lâm Nhược Khê quay đầu đi, Dương Thần bên cạnh nghe hai người nói chuyện, có chút khó hiểu rồi. Không ngờ Lâm Nhược Khê còn có ông nội, tại sao trước đó không thấy cô nhắc đến nửa chữ. Hơn nữa, Thái Nhiên và cô đã quen biết nhau từ nhỏ, quan hệ giữa hai gia đình này nhất định không bình thường, đồng thời Thái Nhiên còn biết sự tình của ông nội Lâm Nhược Khê, hiển nhiên Thái Nhiên biết không ít tin tức bí mật, chỉ có điều nhìn thấy bộ dạng của Lâm Nhược Khê, có vẻ như chẳng yêu mến gì người ông nội đó, thậm chí còn bài xích quyết liệt theo lý thuyết thì bà nội cô, mẹ cô đều đã qua đời, bố cô là Lâm Khôn cũng đã bị điên. Nếu như có một người ông nội, vậy người ông nội đó chính là người thân duy nhất còn sót lại nhưng tại sao cô lại ghét ông nội như vậy thái nhiên thấy lâm nhược khê tâm trạng không tốt thở dài đành phải từ bỏ chuyển lời hỏi thăm của một số người bề trên trong nhà rồi sau đó đứng dậy rời đi nhìn thấy dương thần đứng ở cửa thái nhiên nhìn nói chồng của nhược khê tiễn tôi một đoạn được không biết là không có chuyện gì tốt đẹp ở đây dương thần trong lòng bàn kế sách ngoài miệng thì cười nói đương nhiên rồi thái cục trưởng mời sau khi cùng thái nhiên đi đến cửa sau Dương Thần tính toán tìm một cái cớ để trốn, nhưng Thái Nhiên lại gọi hắn lại, nói thẳng vào vấn đề, "Dương Thần, tôi muốn hỏi anh một câu, Thái cục trưởng muốn điều tra người bị tình nghi sao?" Dương Thần cười miễn cưỡng, sắc mặt Thái Nhiên nghiêm nghị, không giống nói đùa, "Đúng thì thế nào? Buổi tối hôm đó, việc Trần Công quán nhà Trần Đức Hải là do anh làm?" "Trần Đức Hải, Trần Công quán, là cái gì vậy?" Dương Thần một mực phủ nhận, làm bộ như không biết không cần giả bộ, hôm đó, thời điểm anh đi qua đấy vừa khớp với thời điểm rời khỏi sau khi gây án. Hơn nữa, dựa vào báo cáo của trinh sát viên cục chúng tôi, diện mạo của hung thủ giết người thậm chí giống hệt anh. Cục trưởng Thái, tôi hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì, Dương Thần buông lòng. Cô nói phải có chứng cứ, tôi là một công dân tốt tuân theo pháp luật, Thái nghiên hừ một tiếng, đừng có đánh chống làng nữa. Anh không thừa nhận cũng không sao, sẽ có một ngày tôi tìm ra chứng cớ tiễn anh vào nhà giang còn về việc tại sao anh kết hôn với lâm nhược khê tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng nếu như anh dám làm việc gì quá đáng với nhược khê thì hãy cẩn thận cái đầu của anh đấy cho dù tôi không xử lý anh nếu như anh làm hại đến nhược khê thì ngay cả chết nhất định anh cũng không biết chết thế nào đâu dương thần nuốt cay ực khoan thai cười nói không cần phải nói quá việc lấy vợ lại khủng khiếp như vậy chứ Tôi thừa nhận vợ tôi xinh đẹp hơn những người khác, nhưng ai bảo tâm hồn tôi lại hiền lành tốt bụng chứ? Không biết xấu hổ, Thái Nhiên trừng mắt nhìn Dương Thần, xoay người bước nhanh bỏ đi. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, lo lắng sau này làm thế nào nhờ vả được nữ cảnh sát xinh đẹp này. Từ từ bước trở lại phòng bệnh định chào tạm biệt Lâm Nhược Khê, nhưng vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Chương 75: Chồng ơi, em sợ hộp viên gạo nếp đã được mở ra. Lâm Nhược Khê từ bên trong rút ra một viên màu trắng, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy, cắn từng miếng từng miếng, giống như một chú thỏ trắng bé nhỏ đang gặm cà rốt làm cảm động lòng người. Thấy Dương Thần bước vào phòng, má lúng đồng tiền của Lâm Nhược Khê ửng hồng, trong miệng vẫn đang còn nhấm nháp viên gạo nếp, chớp chớp mắt, nói ngượng ngùng, em tưởng anh đi rồi, anh không nỡ bỏ đi nếu không thì đã không nhìn thấy cảnh tượng vợ anh ăn viên gạo nếp vô cùng đáng yêu thế này dương thần cười khoái trá mặt lâm nhược khê đỏ bừng lên nhưng vẫn không nỡ bỏ viên gạo nếp đang ăn dở không để ý đến dương thần nữa tiếp tục cắn những miếng thơm ngon thực ra người phụ nữ lạnh lùng này cũng có mặt rất đáng yêu trước đó phát hiện ra cô thích xem phim tâm lý tình cảm hàn quốc bây giờ lại phát hiện ra cô thích ăn viên gạo nếp ăn lại rất giống trẻ con có lẽ dưới vẻ bề ngoài lạnh như băng, lâm nhược khê lại có một tâm hồn trẻ thơ hơn so với những phụ nữ cùng tuổi. sau khi đợi đi ra ngoài phòng bệnh, dương thần ngẫm nghĩ một lúc liền gọi điện thoại cho sắc vi. đã vài ngày rồi không liên lạc với người phụ nữ xinh đẹp này. thứ nhất là do có quá nhiều việc xảy ra, thứ hai là biết sắc vi gần đây đều đã sắp xếp công việc bận rộn hết cả rồi. bắt đầu hồi tưởng lại người phụ nữ có suy nghĩ thâu đáo đó, sau khi điện thoại rung ba hồi thì nhấc máy giọng nói của sắc vi vẫn dễ thương như trước, chồng yêu, cuối cùng cũng nhớ ra là gọi điện cho em à, lời nói có vài phần nũng nịu và trách móc. Hơi bận một chút, hơn nữa tôi biết là em cũng bận, sau khi nghe xong giọng nói đó, trong lòng dương thần dạo rực hẳn lên, cười nói, có ở nhà không? Tối nay tôi đến gặp em, cứ nhất thiết phải vào ban đêm mà, ban ngày không thể gặp em được hay sao? Ừm, em ờ, à, ban ngày tôi phải đi làm nhưng cuối tuần sau tôi sẽ đến gặp em vào ban ngày dương thần nói chắc chắn sắc vi vui vẻ mỉm cười em không ở nhà nhưng nếu chồng yêu muốn thì có thể đến hộp đêm tạp ni địch ở thành nam nếu như đến đúng lúc thì có thể có trò hay để xem đấy tuy không biết sắc vi nói trò hay ở đây là gì nhưng dương thần vẫn đồng ý mau chóng lái xe đến tạp ni địch ở thành nam trên thực tế hộp đêm này cũng được coi là nổi tiếng ở khu tây nhưng bởi vì nhiều năm vẫn không đổi mới nên làm ăn kinh doanh dần dần giảm sút hơn nữa cơ sở an ninh không theo kịp dần dần trở thành một trong những hộp đêm lộn xộn nhưng những điều này không quan trọng quan trọng là vị trí của hộp đêm này ở vào điểm giao nhau giữa thế lực của hai bang hội lớn ở khu tây hiện nay là hội tây minh và hội hồng kinh hiện giờ là địa bàn của tây minh hội vậy nguyên nhân sắc vi xuất hiện ở đây chỉ có một đó chính là cướp địa bàn khi đến cổng hộp đêm tạp ni địch Dương thần chợt sững người, bởi vì từ trước cổng hộp đêm đã thấy bóng dáng quen thuộc của sắc vi đang dẫn đầu một tốp những người đàn ông cùng mặc trang phục màu đen đi ra, mà bên cạnh sắc vi lại có một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu trắng, giọng hơi nịnh nọt nói cái gì đó, vẻ mặt sắc vi thản nhiên, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Đi thẳng đến bãi đỗ xe, nhìn thấy bóng dáng của Dương thần mới nói với người kia điều gì đó, rồi một mình đi đến chỗ Dương thần, trên người là bộ âu phục nữ màu đen được cắt khéo léo, bên dưới là chiếc quần dài màu trắng bó sát, rất hiếm thấy ở địa bàn nổi lên kiểu tóc dài. Sắc vi trong bóng đêm thướt tha đi tới giống như một đóa hoa hồng đen cao sang. Trò hay đâu? Dương thần hỏi, sắc vi cười tươi như hoa, xem ra tâm trạng rất tốt, cũng không trả lời, đi đến ôm trầm lấy cổ của Dương thần, đặt đôi môi màu đỏ tươi của mình lên trên đó. Dương thần đương nhiên sẽ không từ chối màn gặp mặt ngọt ngào này. Hôn lấy hai làn môi tươi như cánh hoa, sau đó đưa đầu lưỡi sâu vào bên trong rồi quấn chặt lấy lưỡi của sắc vi. Vị ngọt của dòng nước chảy bên trong tuôn ra không ngừng, hôn đến nỗi lồng ngực người đẹp thở dồn dập. Dương thần mới từ từ buông lỏng hai tay, lướt nhẹ nụ hôn lên trán của sắc vi. Trò hay mà em nói không phải là nụ hôn này chứ? Dương thần vuốt ve khuôn mặt mịn màng của sắc vi, mỉm cười hỏi không thích sao, chỉ là có chút khác biệt so với tôi nghĩ thôi. Tôi tưởng sẽ có cảnh hay, Dương Thần thẳng thắn nói, sắc vi hơi cười mỉm, chớp chớp mắt, nói, chồng yêu à, anh đến muộn rồi, cảnh hay đã kết thúc 10 phút trước rồi, vậy mà em còn gọi tôi đến xem, Dương Thần trợn mắt lên, ánh mắt vô tội của sắc vi lộ ra vẻ oan ức, người ta muốn anh lái xe đến đón em về. Anh từ trước đến nay chưa từng đến đón em. Một à xã hội đen cũng nũng nịu giống một nữ sinh nhỏ tuổi đòi bạn trai phải lái xe đưa về. Dương Thần cảm thấy cảnh này thật nực cười, nhưng cũng vì ước nguyện nhỏ nhoi của Sắc Vi mà làm một việc có chút xấu hổ với bản thân cũng chẳng sao. "Được rồi, đừng làm bộ làm dáng nữa, ngoan ngoãn lên xe đi." Trên đường nói tiếp, Dương Thần vỗ vỗ vào cặp mông căng tròn đầy đặn của Sắc Vi. Sắc Vi lập tức gõ nhẹ Dương Thần một cái vào đầu, ngượng ngùng nói, "Đừng như vậy chứ." các thuộc hạ của em vẫn đang nhìn đấy đừng ở trước mặt họ mà vỗ vào mông em như thế hứ như vậy thì đã sao dương thần cười mặc kệ tôi vỗ vào mông người phụ nữ của tôi liên quan gì đến chuyện của họ chứ thuộc hạ nào của em không phục tôi sẽ giết hắn đừng nói bừa sắc vi nghe thấy dương thần nói câu người phụ nữ của tôi thì trong lòng liền cảm thấy vui sướng nhưng vẫn kiêu ngạo lườm dương thần một cái rồi nhanh chóng bước vào trong xe trong đêm khuya, xe trên đường hồi tử dường như chẳng có chiếc nào. Bên cạnh con đường vắng vẻ là hai hàng cây rậm rạp tối tăm, thi thoảng lại có một quán ăn đêm nho nhỏ nằm ở chỗ đất trống. Dương thần cũng không vội, vừa lái xe vừa trò chuyện với sắc vi. Sắc vi kể lại chuyện vừa mới xảy ra ở hộp đêm tạp ni địch. Người đàn ông mặc đồ trắng vừa nãy nói chuyện với em chính là giám đốc của tạp ni địch. Bởi vì tiền mà hội Tây Minh đầu tư vào nơi đó quá ít, bọn họ đã quá nghèo vì thế vài ngày trước gã chủ động liên lạc với em, hy vọng có thể nhờ vào sự giúp đỡ của hội hồng kinh chúng em. em bắt gã giao ra hai tiểu đầu mục chính mà hội tây minh xếp ở vị trí bên cạnh gã, một người là tứ nhãn lang, một người là hoa điêu. chỉ cần gã giao hai người đó cho em thì em sẽ tin gã, hơn nữa sẽ đầu tư vào tập nghi địch, đồng thời sẽ phái người phủ địa bàn của gã. gã đồng ý, thực ra gã bắt buộc phải đồng ý người mà trước kia phụ trách tài chính cho gã trong hội tây minh không phải ai khác chính là trần đức hải kẻ bị anh giết kẻ thay thế vị trí của trần đức hải bây giờ là trương hồ nhưng trương hồ sau khi em ra chỉ thị cho hắn lại xem nhẹ một số người đầu tư vào một nhóm người khác mà em đã âm thầm sắp đặt cho gã đương nhiên tạp ni địch sẽ không còn đường sống sắc vi mỉm cười giống như một tiểu hồ ly xinh đẹp dương thần tán thành nói chiêu này thật thực tế thoạt nhìn bên ngoài địa bàn của hội Tây Minh không bị thu hẹp, nhưng trên thực tế đợi người của hội Tây Minh lên tiếng phản ứng. Bọn họ không phải thay đổi đồng giá địa bàn, mà là căn bản đều đã mất đi gấp bội, e rằng đã quá muộn. Tiếc là chỉ giữ được một mình hoa điêu, để tứ nhãn lang chạy mất, lại còn tranh thủ cuốm đi mất một món tiền, nhưng ít nhất không để lại máu me. Cho địa bàn ở điểm danh giới này ổn định, bại lộ một chút cũng không sao cả, sắc vi nhìn dương thần nói điều này không chắc, Dương Thần đột nhiên cười một cách kỳ lạ. Có lẽ sẽ là một kết cục tốt đẹp. Cái gì? Sắc Vi nghi hoặc, xe cũng đột nhiên dừng lại bên đường. Em hãy nhìn phía trước xem, Dương Thần chỉ tay ra phía trước cách cửa xe không xa, ở chính giữa con đường phía trước là hai chiếc xe pho. Loại xe bốn bánh này đã thay đổi bề ngoài, cao lên khác thường, tiếng động cơ gầm rú, ánh đèn xe chiếu sáng trưng làm chói cả mắt khiến cho cả con đường sáng như ban ngày là tứ nhãn lang hắn quay trở lại rồi sắc vi nhìn thấy bóng dáng xuất hiện rõ ràng nhất trước mặt cô đó là một người đàn ông gầy gò đeo kính tóc dựng thẳng lên mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng để lộ ra một cơ thể teo tóp đứng với bảy tám người có thân hình cường tráng hơn y nhưng đều do y cầm đầu tứ nhãn lang không có sở trường đánh nhau nhưng bộ não lại rất linh hoạt Xem ra y đã sắp xếp tay mắt để thăm dò động tĩnh bên trong tập ni địch, phát hiện ra em một mình đơn độc cùng với anh trở về, liền tính toán đến ức hiếp một người phụ nữ yếu đuối như em. Sắc vi bình tĩnh phân tích, dương thần hỏi một cách kỳ lạ, y không biết bản lĩnh của em, địa vị của y ở Tây Minh hội chưa đủ khả năng để nhận thức được điều đó. Do vậy y cảm thấy những người này có thể cản đường em lại, sau đó một người sẽ cố gắng xoay chuyển tình thế, sắc vi cười nói y thật là chân chất, nhưng không đáng yêu, dương thần đánh giá, sắc vi đột nhiên ừm một tiếng, từ ghế phụ nhảy bổ vào trong lòng dương thần, nũng nịu, chồng ơi, em sợ, anh phải bảo vệ em, nghe thấy câu, chồng ơi, em sợ, đầy sự nịnh nọt dễ thương, dương thần máu sông lên não, vỗ vỗ vào cặp mông chắc nịch của sắc vi, cười mắng, đừng kích thích tôi. Còn dụ dỗ, dỗ tôi như vậy lần nữa thì không cần phải đợi đến khi về đến nhà tôi sẽ ngay lập tức thịt em trên xe đấy tốt thôi nhưng chồng ơi anh xem bọn họ dường như muốn xông qua đây đập bể xe của chúng ta sắc vi căm giận nói dương thần thở dài người phụ nữ này càng ngày càng có cảm giác tinh quái bản thân đã làm việc gì một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai không chịu được nhiều sự khiêu khích có lẽ là sở thích thật sự càng khó có thể phản kháng lại được rồi được rồi đứng lên trước đi Tôi xuống xe đuổi bọn họ đi để xe tôi đỡ bị đập nát. Tôi cũng không có tiền mà sửa. Tứ nhãn lang tự cho rằng không có gì có thể sánh được với vũ khí lợi hại của hắn. Cũng không thu được bất kỳ hiệu quả gì. Kết quả là toàn bộ 8 người, bao gồm cả chính y đều bị đánh ngã lăn trên đất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mất đi khả năng hành động. Mà hai chiếc xe dùng để chạy trốn cũng bị người của hội Hồng Kinh đuổi theo phía sau thu về để chuẩn bị tiền cuốn gói. Điều này không cần phải nói chỉ có điều khi tư nhãn lang bị người của hội hồng kinh cho vào bao tải trở đi thì vẫn chưa hiểu người đàn ông đột nhiên bước xuống từ trong chiếc BMW là ai. Trong hội hồng kinh căn bản không có nhân vật này, thậm chí toàn thành phố Trung Hải đều chưa nghe nói đến người đàn ông có thể đánh nhau như vậy, tư nhãn lang cảm thấy rất oan ức. Y hy việc đây là một võ đài, có thể ba trận thắng hai, bởi vì Y còn có một khẩu súng lục loại 54 cất trong túi quần trong trận chiến vừa rồi chưa có cơ hội lấy ra, chỉ tiếc là tính mạng của tám người trong chớp mắt đã được định đoạt, bị nhét vào bao tải, buộc khối chỉ lên, ném xuống biển sâu, lúc nguy cấp đến tính mạng như thế này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của đôi tình nhân trẻ. Sau khi Sắc Vi gọi điện cho Tiểu Triệu giải quyết ổn thỏa liền mau chóng cùng Dương Thần trở về trong một căn phòng yên tĩnh đằng sau quán rượu Rose, một đêm điên loạn. Sắc Vi cả gan dụ dỗ thân thể nóng bỏng mềm mại của cô khiến cho dương thần lúc này thèm khát muốn được thỏa mãn cuối cùng sau năm tháng sáu lần lên đỉnh sắc vi thực sự không còn lực nữa đôi chân nuột nà mềm mại vắt vào nhau nằm ở trên giường lớn thấy dương thần vừa mới thỏa mãn một lần lại có ý muốn tiếp tục không kiềm chế nổi liền vươn tay ra chụp lấy lưng dương thần quấn lấy hờn dỗi hét lên người đàn ông không công bằng sao có thể dai sức hơn so với phụ nữ chứ điều này căn bản không phù hợp với khoa học lý luận mà. Em còn biết lý luận, trước khi gặp tôi còn là một tiểu trinh nữ, Dương Thần khinh thường nói. Dương Thần một tay mên mê trước ngực sắc vi làm nó biến đổi thành nhiều hình dáng. Hừ, nhưng em nhìn thấy rất nhiều ảnh trên mạng, người Nhật Bản bọn họ chụp ảnh đều là vài người đàn ông thay phiên nhau liên tục mới có thể chụp lâu như vậy. Thực tế thì làm sao có thể suốt hai tiếng đồng hồ còn được như vậy được chứ, sắc vi hai má ửng hồng thở gấp gáp dương thần trong lòng cười thầm chính bản thân hắn không chỉ đơn thuần là một người đàn ông bình thường trên thực tế hắn rất mạnh mẽ trên giường đây chỉ là một trong số những tác dụng phụ mà sự thay đổi cơ thể dẫn đến đây có lẽ là điểm đáng được an ủi về tâm lý nhất nhưng những việc này không nên nói trước mặt sắc vi dương thần chỉ nói cho nên sau này tôi tìm gặp rất nhiều người phụ nữ thì em cũng phải thông cảm cho tôi dẫu sao tôi có năng lực này mà anh đi mà nói với vợ cả của anh em đây không quản nổi anh sắc vi chua chát nói người phụ nữ bé nhỏ lâm nhược khê kia sẽ không quản việc tôi tìm đến vài người phụ nữ dương thần âm thầm nghĩ cảm thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ lại tiếp tục đánh về phía sắc vi khi sáng sớm thức dậy sắc vi tự nhiên cứ nằm lì trên giường không chịu dậy dương thần sau khi ăn mặc chỉnh tề liền vỗ mông bỏ đi vừa hay đúng là chủ nhật dương thần không cần đi làm cũng không đi chợ ở khu tây mua đồ ăn sáng sau khi từ quán rượu Rose đi ra, lái xe đi tìm một quán mì sợi sạch sẽ bên đường để ăn một bát mì. Dương thần suy nghĩ xem có nên đi đến bệnh viện thăm lâm nhược khê không. Nhưng bỗng nghĩ đến chắc sẽ có rất nhiều thương nhân không quen biết đến thăm. Nghĩ một hồi liền bỏ ý định đó. Sau khi đi ra từ quán mì, người qua đường đã đông dần lên. Dương thần định lái xe trở lại biệt thự để xem tivi một cách an nhàn. Nhưng đột nhiên có người bên cạnh gọi hắn lại. Dương thần, giọng nói trong trẻo có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra là ai dương thần ngoái đầu lại nhìn thấy một thiếu nữ xa lạ từ phía đối diện đường đi tới thiếu nữ mặc một chiếc áo phông màu vàng sáng và một chiếc quần bò bó sát người mang một đôi giày thể thao màu xanh có một mái tóc đen nhánh đến ngang vai kẹp một chiếc kẹp tóc đáng yêu màu xanh nước biển tổ điểm cho khuôn mặt đáng yêu không chút son phấn nhưng ánh mắt lại lộ vẻ ngây thơ tự nhiên xinh đẹp có thể tưởng tượng ra không cần đến vài năm Người con gái này sẽ trở nên xinh đẹp hơn, quyến rũ đến mê người, chúng ta quen nhau. Dương Thần thực sự không nhớ ra được việc có quen một người con gái trẻ như vậy, hơn nữa người con gái trước mắt, mặc dù tuổi nhỏ nhưng thân hình lại đang trong thời kỳ dậy thì, cũng là em gái, không thể dễ dàng quên được. Cô gái có cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp cười nói, biết là chú không nhận ra mà, bồn tiểu thư đây có vẻ đẹp trời sinh, thay đổi bề ngoài một chút đã làm chú choáng rồi, nhìn vẻ mặt kiêu kỳ Dương thần cảm thấy có chút quen quen, quan sát cẩn thận, nhìn thấy ở trên mưa u bàn tay người con gái này có hình xăm con bướm màu tím, đột nhiên nhớ ra người này là ai. Đánh mắt lại vài lần, chập chập vài tiếng, nói, không thể nhận ra được. Gái giang hồ cải trang thành học sinh khá giống đấy, giống với Trương Bách Chi vua hài kịch, tại sao cô không buộc thành hai bím tóc, mươi 76, cô gái mang thai, đúng vậy. Trước mắt cô gái đang là cô bé đáng thương mà lúc trước mở chiếc Porsche 911 suýt chút bị dương thần hù chết. Nếu như nhớ không nhầm thì tên cô bé đó là Đường Đường, chỉ có điều là bớt đi màu sắc tóc nhuộm và thay bằng một cô gái bình thường. Kiểu tóc cũng là kiểu của những cô gái ngoan hiền mà suýt chút không nhận được ra cái gì mà kêu học sinh trung học. Tôi vốn dĩ là học sinh cấp 3 và còn là một trong những học sinh xuất sắc nữa. Thế nào, làm con mắt chó của ngươi sợ rồi chứ? đường đường nhổ một bãi nước bọt, dương thần không thể phủ nhận mà biểu môi, có chuyện gì sao, con người ngươi sao lại có thể như vậy chứ, không có chút nhẫn lại nào hết, mỹ nữ chủ động nói chuyện với ngươi thì ngươi mà ngươi không thể có chút phong độ thân sĩ được sao. Cứ làm như ta là chủ nợ của ngươi đến thúc nợ ngươi không bằng ý. Đường đường không hài lòng nói, chúng ta không giống nhau, ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Dương thần không mấy thích tiếp xúc nhiều với những cô gái con nhà giàu đồng đành đêm hôm đó làm cho bản thân còn phải nói lời xin lỗi đương nhiên thái độ không được tốt ngươi đường đường hận tới mức ngứa cả răng lúc đầu nhìn thấy dương thần điều khiển xe thật kỳ diệu lúc đánh nhau thì lại càng có nghĩa là cao thủ võ lâm nên mới tò mò mà muốn kết giao một chút nhưng không ngờ rằng hắn lại không tán thưởng hắn cho mình là ai chứ thực sự nghĩ rằng người khác đều sợ hắn sao từ trước tới giờ đường đường chưa từng phải chịu sự đãi ngộ thế này nên trong lòng rất phẫn nộ nhưng nếu động thủ thì không phải là đối thủ của hắn, mà gọi người thì cũng chỉ như đưa đồ ăn cho hắn mà thôi. Trong đầu nghĩ ngợi một chút, đột nhiên nghĩ ra một quỷ kế, sau khi hạ quyết tâm rồi, đường đường mắt ngân ngấn nước, mặt dần dần chuyển sang tái nhợt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ sắp khóc, thần sắc bi thương. Cô làm sao vậy? Dương thần thấy buồn bực cô bé kia khả năng kháng kích kém vậy sao? Còn chưa mắng cô ta mà, đã muốn khóc à? Đường đường nức nở khóc rút khăn tay lau nước mắt, đột nhiên chặn ngay trước mặt người đi đường, to tiếng gào khóc, dương thần. Ngươi là người con trai không có trách nhiệm, tôi mang thai đứa con của anh rồi anh lại không cần tôi nữa. Anh là người không có lương tâm, dương thần ngần người ra, người đi đường cũng ngần người ra đứng lại nhìn về phía cô gái đang gào khóc. Đường đường có vẻ cổ quái, đường đường bỗng nhiên xông lên ôm lấy eo dương thần, vừa khóc vừa lay người anh ta như đúng là kích động đến mức không thể kiềm chế được vậy hức hức dương thần anh đừng rời bỏ em đừng bỏ mặc em với con anh đi rồi thì em phải làm sao đây con của chúng ta chẳng lẽ sinh ra lại không cần cha mẹ sao hức hức đường đường khóc đến nỗi khản tiếng còn những người đi đường cũng đều bắt đầu chỉ trỏ không ít những cô thím lộ rõ vẻ cảm thông than ngắn thở dài dân chúng ngược lại nhìn dương thần bằng ánh mắt căm ghét dương thần giờ khóc giờ cười cô bé này đúng là kiếm chuyện đây mà loại chuyện cười này có thể tùy tiện nói ra sao có điều đầu chọc đâu sợ nắm tóc vốn dĩ ta đã không để ý đến những điều tiếng này rồi còn gì đáng sợ chứ nghĩ một lát dương thần này ra ý hay đột nhiên đưa tay ôm lấy đường đường vào lòng vòng eo thon gọn mềm mại của thiếu nữ tuy là cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của vài tơ tằm xúc cảm không tồi đường đường cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay của dương thần đỡ lấy phần eo của mình phần eo mềm mại không khỏi run dày thầm mắng một câu háo sắc nhưng không chịu khuất phục mà tiếp tục khóc nức nở kêu to đừng vứt bỏ em và con người đi đường đều đang nghị luận về điều này đều cho rằng cô gái mang thai đường đường này bị oan ức không công bằng con gái bây giờ đều thế cả tôi thấy cô gái này rất đáng thương tuổi còn trẻ như vậy sau này làm người như thế nào chứ chàng thanh niên này làm người cần phải có trách nhiệm gánh vác, đùa bỡn con gái người ta sẽ bị ông trời trừng phạt đó. Em gái đừng có sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, phẫu thuật chỉ mất 10 phút thôi. Dương thần lười giải thích, một tay ôm chặt đường đường không cho cô trốn thoát, tay kia sờ mạnh ngực của đường đường. Thiếu nữ còn đang trong giai đoạn dậy thì nên nụ hoa cơ bản đã có hình dáng cơ bản, một tay xoa vừa vặn có thể đặt trọn toàn bộ lòng bàn tay, sức đàn hồi mềm mại làm cho dương thần hưởng thụ một chút mà nhéo một cái. Anh, đường đường sợ hãi mà kêu lên một tiếng như vừa bị điện giật vậy, như thế nào cũng không thể ngờ đến trước mặt nhiều người như thế này mà anh ta không một chút thảm hại, ngược lại còn có tâm trí khiêm nhã bản thân mình, mặt cô không tránh khỏi đỏ ửng lên. Đường đường bắt đầu dãy rùa định rời khỏi vòng tay của Dương Thần nhưng sức lực của cô không đủ để thoát ra được, chỉ cảm thấy tay dương thần đặt nơi ngực của mình không ngừng quấy phá, một số bộ phận nhạy cảm đã có chút khác thường, đôi môi anh đào hơi hé mở, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể mềm nhũn như nước vậy. Dương thần mừng rỡ, không ngờ tới là cô gái này cũng là một cô gái khá nhạy cảm. Kích thích một chút như vậy mà đã không thể chịu nổi rồi, xung quanh những người qua đường cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy đôi nam nữ này vừa mới diễn cảnh đáng tình sao bây giờ đột nhiên cô gái lại nằm bất động trong lòng người con trai để mặc cho anh ta sờ máu loạn lên đường đường chú ý tới những ánh mắt nhìn khác lạ của những người xung quanh liền cảm thấy mình trở thành cô gái bình thường trung tâm của đường phố vậy tất cả đều bị mọi người nhìn thấy hết bất giác sắp khóc rồi anh buông tôi ra đường đường lên tiếng khẩn cầu dương thần cúi đầu xuống nói với đường đường đang mắt ngấn lệ trong lòng mình đều là người con gái mang thai đứa con của tôi rồi bị cha của đứa nhỏ sờ mó thì có sao tôi tôi không dám nữa tôi sai rồi dương thần anh mau thả tôi ra đi đại thúc tôi cầu xin anh đấy đường đường lúc trước là giả vờ khóc lần này thật cần phải lấy nước mắt lau mặt rồi vốn dĩ nghĩ là có thể dạy cho anh ta một bài học kết quả bây giờ chính mình bị oan ức ngực cũng bị sờ rồi thể diện cũng bị mất hết dương thần cười lạnh nói cô gái trẻ tuổi này thiếu sự quản giáo tôi thay bố mẹ cô dạy dỗ cô một chút Nói xong, dương thần buông đường đường ra, nhưng thuận tay phát một cái thật kêu vào mông cô gái, bụp âm thanh vang lên đó làm cho đường đường xấu hổ đến nỗi chỉ muốn chui ngay xuống đất. Mắt ngân ngấn nước, cắn chặt đôi môi hoa đào, thật ấm ức. Nhưng lại không dám phản kháng, sợ tên đáng khinh này lại sở loạn chính mình, đường đường lùi nhanh mấy bước, mắt ngân ngấn lệ nhìn dương thần, oán hận nói, dương thần, món nợ hôm nay tôi nhất định sẽ đòi lại đấy, quỷ cô. Dân thần bị cô gái nhàm chán này khiến cho phải phiền lòng, thỏ tay vào trong túi định lấy thuốc ra hút, hút xong sẽ về nhà, nhưng trong đúng lúc này, trên trung tâm con đường cây xuất hiện một chiếc xe màu đen Frey có rèm che đột nhiên từ làn đường một chiều lại chạy sang một làn đường ngược chiều khác, trong lúc này làn xe ngược chiều cũng không có chiếc xe nào, chiếc xe tuyết Frey này chạy với tốc độ nhanh như gió, motor xe phát ra tiếng động, xe chạy hướng đến chỗ đường đường đã đứng đó chiếc xe màu đen đột ngột lao đến như nhanh như đạn bay. Mắt thấy là sẽ đâm cô gái vừa khóc bên đường. Mấy người vừa định đi khỏi nơi này vừa nhìn thấy cảnh tượng đó liền hô to lên. Cô gái hãy cẩn thận, đường đường có linh cảm tiếng gọi đó là từ phía sau mình. Chiếc xe màu đen đó dường như chỉ trong chớp mắt là lao đến trước mặt mình. Cô sợ hãi đến nỗi ngây người ra đó. Bản năng sống của đường đường vẫn chưa kịp có hành động nào để thoát khỏi hiện trường liền thấy chiếc xe màu đen đó sắp đâm tới, Đường Đường thậm chí trong giây phút này còn cảm nhận chính xác thấy mình sắp bị đâm chết, một cách không hiểu ra sao cả, nhưng cũng đúng lúc này, Đường Đường đột nhiên cảm nhận thấy một lực rất mạnh ôm trọn vòng eo của mình, sau đó, cơ thể mình liền đột nhiên rời khỏi mặt đất và chuyển hướng, những người xung quanh đó nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra đã lại là một cảnh tượng khác. Chỉ nhìn thấy dương thần từ chỗ đứng ban đầu chợt phát lực nhanh như chớp đã kịp hành động đưa đường đường ra khỏi chỗ cũ và chuyển sang đường dành cho người đi bộ rồi. Chiếc xe frame màu đen đó vẫn chạy như điên mà qua, sau đó rất nhanh lại nhập vào làn đường trước đó, giống như chỉ xuất hiện hóng gió một vòng vậy. Tim đường đường vẫn còn đang đấp mạnh, sau khi ý thức được mình không sao thì liền ngơ ngác nhìn dương thần. Tôi tưởng rằng tôi đã chết rồi. Tôi đề nghị cô lần sau đừng ra đường nữa, nếu không thì lại bị xe đâm chết, cũng không biết, dương thần làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì mà lôi thuốc ra hút, dân chúng xung quanh đã phát ra những chàng vỗ tay tán thưởng. Tỏ ra khâm phục hành vi anh hùng của Dương Thần, tuy nhiên bọn họ cũng rất tò mò vì sao tốc độ của Dương Thần lại có thể nhanh đến như thế, đường đường dần bình tâm lại, mới có chút sau khi sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, dọa chết tôi mất, nếu như không có anh thì tôi đã chết chắc rồi, nói đi anh cần tôi phải cảm ơn anh thế nào hả chỉ cần cô không gây phiền phức kiếm cớ gây chuyện với tôi là tôi phải cảm tạ trời đất rồi dương thần nói xong lắc lắc đầu dự định bỏ đi đường đường thật ra cũng không dám nữa liền tiến lên trước ngăn dương thần lại không được ít nhất thì cũng phải cho tôi số điện thoại lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm nếu như anh không cho tôi 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 sẽ vẫn đi theo anh đấy dương thần bất đắc dĩ đành phải nói cho đường đường số điện thoại di động của mình đường đường còn gọi điện xác nhận là không sai mới tươi cười rạng rỡ Được rồi, tôi còn phải tham gia lớp học bổ túc nữa, cũng sắp muộn học rồi, tạm biệt trước nha. Khi nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn cơm, đường đường vẫy vẫy tay, xem ra cũng không bởi vì thiếu chút nữa tai nạn xe cộ mà bị rối loạn quá mức, nhưng không chờ đường đường đi được vài bước. Chiếc xe thương vụ Toyota màu bạc đột nhiên dừng lại ở bên đường, mấy tên mặc đồ đen hùng hổ bước xuống, tiểu thư, cô không sao chứ? một gã đeo kính dâm, tay nghe bộ đàm, tướng mạo đàng hoàng, dáng người không cao, dường như là người cầm đầu, vừa xuống xe đã hỏi han quan tâm đường đường, còn quan sát rất kỹ xem cô có bị thương ở đâu không, đường đường không kiên nhẫn được liền biểu môi nói, anh Tiểu Dũng, tôi đều nói với các anh bao nhiêu lần rồi, tôi học lớp bổ túc không cần nhiều người đi theo như vậy đâu. chương 77, Hoa Lạ Ban Quan Hệ Xã Hội Đây là ân nhân cứu mạng tôi, vừa nãy tôi xém chút nữa là bị xe đụng chính là chú đã kéo tôi lại đường đường trả lời chi tiết cái gì thấy mấy người vệ sĩ lộ vẻ chăm chú nghiêm trọng đường đường cũng không giấu giếm đem chuyện mới xảy ra kể lại nói đến chỗ nguy hiểm khiến cho mấy vệ sĩ đổ mồ hôi lạnh thực sự mà bị xe đâm chết bọn họ cũng không cần đi làm tiếp nữa thậm chí muốn sống cũng khó tiểu dũng ca nhìn dương thần ánh mắt kỳ quái đi lên trước nói cảm ơn ông Dương đã cứu tiểu thư nhà chúng tôi, không biết có thể hân hạnh mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến, để lão gia nhà chúng tôi thể hiện chút lòng cảm ơn, ý tứ trong lời nói chẳng qua là hoài nghi bản thân Dương Thần có ý đồ gây rối hoặc là cùng một bọn với kẻ bắt cóc kia, đang diễn trò lừa gạt lấy lòng tin mà thôi, Dương Thần làm sao không biết ý tứ trong đó, đừng nói bản thân không dành để đi qua đi lại với bọn họ như thế dù cho có rảnh cũng không buồn chán đến giải thích cái gì, khoát tay nói, tôi biết các anh đang nghĩ cái gì, chuyện và tôi không liên can gì, chủ nhân các anh đắc tội với ai thì đi tìm người đó, tôi chỉ tiện thể cứu mạng cô bé này thôi, đừng có vu cho tôi, tiểu dũng ca nhíu mày, nếu ông Dương không làm việc gì hồ thẹn với lương tâm thì không nên sợ hãi mà gặp mặt chủ nhân nhà tôi một lần, Dương thần cười lầm bầm nói, cái này không liên can tới sợ hay không sợ chủ nhân nhà các ngươi dựa vào cái gì nói muốn gặp ta thì phải đi gặp gã. Sao không gọi gã đến gặp ta, ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với gã. Ông Dương, nếu không chịu phối hợp, đừng trách chúng tôi vô lễ. Tiểu Dũng ca thấy Dương thần không chịu đi cùng bọn họ, càng cảm thấy người đàn ông này đáng nghi. Mấy tên vệ sĩ khác thấy người đứng đầu có ý dùng biện pháp mạnh, lập tức vây vòng quanh Dương thần, không cho Dương thần rời khỏi. Từng hung thần mang vẻ căm thù lúc này đường đường ở bên không chịu được nữa tiểu dũng ca đây là thái độ gì thế dương thần cứu tôi các anh làm sao muốn làm khó chú ấy nếu thật sự chú muốn hại tôi cứ để xe đâm chết tôi không phải xong rồi sao cô bé này còn hiểu biết hơn các người dương thần thở dài nói tiểu dũng ca vẻ mặt cảm thấy kính nể lại nói tiểu thư có điều không biết rất nhiều người thông qua cách này để tiếp cận mục tiêu lại thu về lợi ích lớn hơn tiểu thư đừng gây khó khăn cho chúng tôi Dương thần bật cười ha ha, ngươi nói không phân biệt hay là, ta không đếm xỉa tới bọn thần kinh chúng mày, không muốn hối hận thì mau tránh ra cho ta. Vậy thì xem bản lĩnh ông Dương rồi, tiểu dũng ca nói, sai khiến đám người, trói lại, đem về, muốn chết, Dương thần thực sự nổi giận rồi, lúc đầu thấy đang trên phố, trước mặt người qua lại, không muốn huynh hoang khoác lác quá mức, nhưng bọn người này quả nhiên cứng đầu, không chết không ngừng. Không đợi mấy tên vệ sĩ lại gần, Dương Thần liền cầm đầu mẩu thuốc lá ném đi một phát, lực tay mạnh mẽ khiến đầu mẩu thuốc bay ra như biến thành một quả trứng thép đánh mạnh vào giữa trán tên vệ sĩ đối diện. Tên vệ sĩ kia bị đầu mẩu thuốc lá đập thẳng tới xây sầm mặt mày, ngã xuống đất choáng không đứng dậy nổi. Tay chân Dương Thần cũng không để không, bằng mọi cách chuyển động một vòng phạm vi nhỏ, vì không để động tác của mình quá khiến người khiếp sợ, sử dụng vài động tác karate nhẹ nhàng và khéo léo đánh vải cước với mấy tên vệ sĩ. Các tên này không bị gãy xương thì là đau như bắp thịt ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu không phải kiềm chế tâm tính hơn nửa năm nay, Dương Thần đã giết hết bọn họ rồi. Tiểu Dũng ca trong lòng chấn động khó nói nên lời. Anh ta đương nhiên nắm rõ trình độ võ thuật của bọn đàn em bao nhiêu. Một trọi một với cao thủ đai đen karate cũng còn dư sức nhìn những động tác karate bình thường của người đàn ông này, làm sao có sức lực mạnh mẽ như vậy ông quả nhiên không phải người thường tiểu dũng ca toát mồ hôi lạnh che chắn đường đường đang mẩn người ngơ ngác ở phía sau dương thần chừng mắt nhìn anh ta như nhìn thằng mốc vậy cười lạnh nhạt nói đúng vậy không phải người thường ta muốn hại tiểu thư nhà ngươi thế nào người thân mình còn chưa lo xong còn bảo vệ tiểu thư đừng nói đùa được không dù có chết cũng không cho ngươi làm hại tiểu đường cưng nhà ta tiểu dũng ca toàn thân bắp thịt căng thẳng nói với đường đường đang đứng sau lưng, tiểu thư chạy mau, người này rất nguy hiểm, đường đường sốt ruột nói, tiểu dũng ca đừng đánh nữa. Các anh không đánh lại chú ấy đâu, Dương Thần sẽ không làm hại tôi đâu. Lần đầu tiên Dương Thần vì một người đầu óc không tốt mà kích động muốn giết hắn, nhìn bằng nửa con mắt, tức cười nói, dù ta biết khi ta nói người khác ngốc, cần nghĩ thử bản thân có phải ngốc hơn người đó không, nhưng ta không thể không thừa nhận, có nhiều người chính là vậy, tên khốn này đúng là ngốc hơn hướng về phía tiểu dũng ca đang căng thẳng này giơ ngón tay giữa lên, dương thần lắc đầu, quay người đi khỏi, người đi đường chỉ chỉ trò trò, nhưng cũng không ai dám chặn đường dương thần, tiểu dũng ca thấy dương thần không có ý động thủ, thở phào một hơi, vội vàng đỡ đường đường lên xe Toyota, nói, tiểu thư mau vào đi, chút nữa gã đó quay lại thì hỏng, chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này, nhìn tiểu dũng ca đổ mồ hôi đầy đầu đường đường không nói gì vỗ vỗ vào chán mình, cảm thán than oán nói, tiểu dũng ca, trước đây thật không có ai nói anh ngốc sao, tiểu dũng ca sừng sốt một chút với câu hỏi không sao nói rõ được, gật gật đầu, trả lời, không có, sao vậy tiểu thư? Thế bây giờ có rồi, ngốc, đường, đường quát to một tiếng, quay mặt bỏ đi, chỉ để lại một mình tiểu dũng ca dương mắt nhìn, nhìn đám huynh đệ đứng trên mặt đất, lại nhìn đường đường đi xa xa. Vẻ mặt ngỡ ngàng thứ hai dương thần lại lần nữa đem món điểm tâm nóng hổi vào văn phòng đã mua nhiều điểm tâm rồi cũng phải rút ra một ít kinh nghiệm tổng kết như là thịt nhân bánh nhà nào nhiều bột nhà nào đủ cứng thậm chí sữa đậu nành nhà ai pha ít nước cũng rất tinh tường những chi tiết nhỏ này trong cách nhìn của người bình thường có lẽ cảm thấy không sao cả nhưng dương thần hưởng thụ cuộc sống giản đơn lại làm cho có mùi có vị luôn cảm thấy hiệu quả kỳ diệu như bán xiên thịt dê nướng quen tay hay việc mà dĩ nhiên rồi. Ý tưởng này nói ra, thế nào cũng lại dẫn tới sự coi thường của một đám người. Trương Thái đến tương đối trễ xem ra tâm trạng rất tuyệt. Kiểu tóc hơi uốn xoăn một chút, gương mặt càng tỏa ra vẻ dịu dàng xinh đẹp. Mặc chiếc váy thắt lưng màu lam, tất lưới trắng, với eo thắt đáy lưng ong, mông to dáng người đi huyền chuyển, chỗ váy ngắn sát mông, thậm chí có thể nhìn thấy mơ hồ một dòng khe mờ mê người. Sau khi nhìn Dương Thần cười vui vẻ, sách lên một cây túi bao quán thang, Trần trừ một chút, Trương Thái lại cầm lấy hai cái sủi cảo dầu, nói, cảm ơn nhé, ngày nào cũng cung cấp điểm tâm phong phú như vậy. Tôi đã béo lên hai cân rồi, Dương Thần đang cắn bánh nướng, đề xuất, hôm nay bánh nướng rau khô mới mua hương vị không tồi, cô có thể thử em. Anh tự giữ lấy ăn đi, tôi không thích ăn bánh nướng, Triệu Hồng Yến một bên trêu chọc, Trương Thái lại tăng thêm phần điểm tâm như vậy nữa, ông xã sẽ không cần cậu nữa đâu, hừ ông xã không cần mình thì cùng lắm tìm lại người khác bản thiếu phụ sợ không có đàn ông cần sao trương thái cười đắc y nói nhìn dương thần ánh mắt đong đưa nói đúng không anh dương dương thần bị tiếng anh dương này kích động thiếu chút nữa mắc nghẹt vội vã gật đầu đúng đúng anh ta không cần tôi cần háo sắc triệu hồng yến cười mắng một câu đúng lúc này một dáng người gầy nhỏ đi đến bên cạnh dương thần nói dương thần làm phiền anh một chút, người đi đến là người từ trước đến nay trong văn phòng không hay nói chuyện. Trần Bác, là một người đàn ông có bề ngoài y như phụ nữ, cũng xem như một đóa hoa lạ trong ban quan hệ xã hội. Chuyện gì, nói đi, Dương Thần cười nói, Trần Bác đột nhiên mặt hơi ửng đỏ, như là rất bẽn lẽn, ấp úng nói, có chuyện muốn làm phiền anh một chút. Chuyện gì, nói đi, Dương Thần giờ khóc giờ cười, Trần Bác thu hết can đảm, mới nói. Tôi nghe nói anh có xe, muốn nhờ anh đi đến nhà ga đón giúp em gái tôi. Tôi không quen đường ở Trung Hải, em gái tôi cũng lần đầu đến Trung Hải, chúng tôi sợ bị taxi lừa, hơn nữa rất đắt. Muốn hỏi anh có rảnh không, càng nói về sau. Âm thanh nhỏ tới mức gần như không nghe thấy, chút chuyện này anh dùng dáng vẻ nói không nên lời sao. Dương thần cười đáp, nói đi, khi nào, tôi ngày nào cũng rất rảnh, Trần Bác lộ ra vẻ cảm kích tươi cười, chính là thứ tư tuần này xe lửa buổi chiều thật là làm phiền anh quá đến lúc đó gọi tôi một tiếng là được rồi dương thần trả lời tiếp mấy cô gái ban quan hệ xã hội ngồi gần nhìn thấy cảnh này thần sắc đều tỏ ra vẻ kinh ngạc bởi vì trần bác chủ động tìm người giúp đỡ thật là hiếm thấy đợi trần bác trở về xong dương thần tiếp tục bắt đầu chơi trò chơi nhưng đã không còn là trò tinh mắt nữa mà là một loại tương tự với trò chơi nhảy nhót siêu cấp mary điều khiển một người nhỏ bé ăn trái cây trong các màn cảnh tượng này bị các nữ đồng nghiệp nhìn thấy, lại lần nữa dương thần không có gì để chống đỡ, không bao lâu, Mạc Tiện nghi mặc một bộ âu phục màu đen toàn thân, áo trong màu trắng, tay sách chiếc túi sa da nâu nhạt thướt tha đi đến, đến bên cạnh bàn dương thần cầm lấy gói sữa đậu nành và một gói bánh bao, nói một tiếng, cảm ơn, liền đi vào trong phòng làm việc của trưởng ban, dương thần, anh có phát hiện thấy, sắc mặt của trưởng ban chúng ta không tốt lắm, khá tiểu tụy có phải thất tình rồi không? Triệu Hồng Yến bỗng nhiên rửa sát vào nói. Dương Thần nhìn vào văn phòng bên kia như thoáng chút suy nghĩ, cười nhẹ nhõm nói, tôi làm sao biết được, nhưng thái độ tốt rất nhiều rồi chứ, ít nhất cầm điểm tâm và nói cảm ơn, nói xong lại tiếp tục chơi trò chơi, cũng không để ý Triệu Hồng Yến đang ở bên nói thầm thì đoán giả đoán non. Chương 78, lần đầu tiên từ lúc sinh ra. Khi xe đến đường cao tốc, quay gấp ngược trở lại, theo con đường nhỏ chạy đến hướng khác hướng tới khu công nghiệp mới phía đông thành phố trung hải và khi chạy đến chỗ đất mở mang công nghiệp đã ngừng sản xuất dương thần giảm tốc độ xe dừng xe ở ven đường đất bùn tự mình lần trong túi quần rút ra điếu thuốc lặng lẽ châm lửa dựa người vào thân xe nhìn mục tiêu đi đến cách đó không xa một chiếc honda đen cũng lặng lẽ dừng lại chỉ chốc sau từ trên xe bốn gã ăn mặc bặm trợn bước xuống bốn người cao thấp mập ốm tướng mạo khí chất cũng không giống nhau nhưng ánh mắt bọn chúng nhìn dương thần lại đều ẩn chứa ác ý thậm chí có chút bạo lực mày làm sao phát hiện ra chúng tao một tên da ngăm đen mặc áo sơ mi hoa há mồm hỏi giác quan thứ sáu của đàn ông dương thần nhe răng cười tên áo hoa nhíu mày khó hiểu hỏi đã phát hiện tụi tao đang theo dõi mày tại sao còn muốn dẫn tụi tao tới nơi này chẳng lẽ mày cho rằng thay đổi đường về nhà tụi tao sẽ không theo mày chắc dương thần hút mấy hơi thuốc dù có nhiều tiền nhưng mùi thuốc lá rút ra vẫn là khá sặc nhưng cũng đủ sâu cay hưởng thụ tới nhà ra mấy vòng khói xong dương thần mới nhếch miệng cười nói tôi cũng không nói muốn các người đừng theo chỉ là có lòng chọn một chỗ dừng xe thích hợp cho mấy người thôi có ý gì tên ống hoa nhìn tình hình trước mắt có chút mơ hồ bọn họ chỉ là làm theo chỉ thị theo dõi đường đi nước bước của người đàn ông này hành động tiến thêm một bước nhưng hôm nay biến cố khiến gã một lần nữa không thể không cân nhắc bước tiếp theo Dương thần hiếp mắt thành hai kẽ hở, cười quái dị, mấy vị huynh đệ chẳng lẽ chưa phát hiện, xung quanh nơi này đều chưa có camera sao, do đây là một vùng khai thác xa xưa, hiện nay đất đai này công nghiệp đã ngừng sản xuất, cho nên cơ sở phương tiện xung quanh cực kỳ hỗn độn và đổ nát, đến đường cũng chưa hoàn toàn khai thông, xe cộ qua lại hầu như không có camera, tên áo hoa nhe răng cười gằn nói, vậy nên tao nhận lời khuyên chân thành của mày, nơi không có camera tụi tao xuống tay không cần bận tâm rồi. Nếu mà là ngược lại thì sao? Dương thần nhún vai, đại ca, thằng nhóc này muốn động thủ, xem ra đầu óc ngu dốt ghê. Một tên lâu la cười hô hô nói, gã áo hoa sắc mặt không hài lòng, nói, cậu thanh niên, mạnh miệng nói thì có thể, đừng để mấy anh em tao nặng tay, dù chúng ta chưa nhận được chỉ thị đánh cậu. Nhưng tiền trảm hậu tấu không phải là không thể, các người thấy có phiền không, Dương Thần cười nói muốn động thủ cho nhanh, ta còn vội về nhà ăn cơm tối. Tiểu tử thối chán sống rồi, một gã dâu rìa không nói không rằng tiến lên phía trước, ba gã còn lại cũng không nói thêm gì nữa, triển khai thế bao vây dương thần để bố người nói cho biết, lời thối tha vô dụng, nắm đấm mới là đạo lý cứng rắn, gã dâu phun ra miếng đàm, thu nắm tay hùng hổ tấn công dương thần. Dương thần dễ dàng né được, đồng thời di chuyển bước chân, khóe miệng phơi phới cười, ta từ khi làm thổ địa đất này, đã thầm hạ quyết tâm, người khác không chọc ta, không chủ động đánh ta, không uy hiếp ta, ta tuyệt đối không ra tay đánh trước, cho nên bây giờ ta phải cảm ơn nắm đấm này của mày, khiến cho ta có thể yên tâm thoải mái làm thịt bọn mày. Mọi người cùng tiến lên, tên áo hoa trong cơn giận dữ, lão ta quả thực không thể dễ dàng tha thứ cho một người trẻ tuổi miệt thị bốn người bọn họ như vậy được, có thể bốn người bao vây tấn công dễ dàng nhận thấy là phí công dương thần thuận tay thực hiện mấy cú đấm tốc độ ngang ngửa ánh sáng và lực mạnh mẽ khiến bốn tên không phải bị gãy ngón tay cánh tay thì cả bàn tay cũng bị quăng một cách hung hăng sưng lên một cục lớn trận hỗn chiến năm người một lúc thành ra dương thần đang đùa bỡn vỗ tay với bốn người vậy cứng đầu đánh không lại tên dâu ria ra tay trước chửi bậy một tiếng che cái mặt đã bầm tím sưng vù tên áo hoa cũng ý thức thấy tình huống không ổn nhưng trong lòng không cam nhưng anh ta thấy bốn người hắn cơ bản không phải đối thủ của người đàn ông trước mặt quay xe chạy tên áo hoa ra lệnh một tiếng bốn người mau lẹ chạy quay về phía chiếc honda dương thần cũng không ngăn cản nửa cười nửa không nhìn bốn tên vội vã lên xe hấp tấp đóng cửa kính xe rồi khởi động xe mau chóng quay đầu ý đồ chạy thoát đợi chiếc honda rời đi dương thần cũng cúi người xuống đất nhặt lên một cục đá cuội xấp xì quả trứng gà để trong tay áng chừng tên áo hoa ngồi trên xe đợi bốn người khởi động xe xong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm dù rằng đánh không lại có thể cho là trốn chạy hơn nữa cậu thanh niên này còn có thể đánh nữa dù sao cũng không có khả năng đuổi kịp theo xe đến lúc đó trở về báo cáo cấp trên đem một băng huynh đệ đến còn sợ thù này không báo được hay sao nhưng khoảng cách giữa sự thật và lý tưởng luôn rất xa dương thần cầm lấy cục đá xong nhắm một mắt lại hơi ngắm vào thì lập tức cong người gấp khúc tư thế như một người ném lao vậy, duỗi thẳng tay, ngửa người từ phía sau, phần eo đột nhiên phát lực về phía trước, tay phải quang ra một cục đá, cục đá như một quả đạn pháo mini vậy, tua nhỏ không khí đem theo tiếng xe gió vun vút. Bịch, mắt thường không có cách nào để nhận ra tốc độ, cục đá đập vào mặt hông gần bình xăng của chiếc Honda, ầm ầm. Chiếc xe Honda còn đang chạy giống như châm mồi cho ngọn lửa đằng sau, ngọn lửa hừng hực bừng cháy bao phủ toàn bộ chiếc xe, nhắm phía cây cột điện bên đường chạy tới. Trong nháy mắt, chiếc xe Honda vừa mới hoàn hảo đã trở thành một đám cháy đen sạm. Dương thần thì giống như nhìn, án mạng bốn người, mà mình vừa tạo ra như nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật vậy. Sở dĩ chờ bọn chúng lên xe xong mới ra tay giải quyết tính mạng bốn người như vậy. Chính là sợ bị cảnh sát tra ra dấu vết để lại, khi người cho rằng an toàn nhất, thoải mái nhất, giết chết những người đó. Trong lòng Dương Thần cũng có chút ít cảm giác thỏa mãn đây cũng coi như quá khứ nhiều năm dưỡng thành bệnh tâm lý rồi, đáng tiếc Dương Thần vẫn chưa định trị liệu căn bệnh tàn nhẫn này, kiếp sau đầu thai nhớ mua xe nước Đức, xe Nhật rất yếu nhé. Dương Thần mỉm cười vài câu, quay về xe, tiếp tục chạy nhanh về nhà, trên đường đi, Dương Thần suy nghĩ là ai ra tay với mình. Thứ nhất người đó khẳng định còn chưa đủ quen thuộc với mình, nếu không đã không phái người theo dõi, thăm dò nơi mình ở, mối quan hệ, nghĩ tới nghĩ lui dương thần cũng không thể xác định là ai cuối cùng đành thở dài mặt không chút thay đổi lẩm bẩm muốn kiếm ta gây phiền phức thì có thể nhưng liên lụy đến người thân của ta đều đáng chết buổi tối sau khi ăn bữa tối thịnh soạn ở biệt thự xong vố vương lại cầm lên một túi tạp chí thời trang cười nói với dương thần cậu đây là tạp chí cô chủ đặt hôm nay vừa mới đưa tới chút nữa cậu thay tôi đem đưa cho cô chủ nhé dương thần đang xem tin tức trên tivi nghe xong vui vẻ nhận nên thế mà, Vũ Vương chỉ cần nấu thức ăn thật ngon cho chúng tôi, mấy việc hỗn tạp này nên cho đàn ông chúng tôi làm. Không không, Vũ Vương vội vàng nói, cậu đừng nói như vậy, chính là tôi cảm thấy, cậu nên đi thăm cô chủ nhiều chút, như vậy cô chủ sẽ nhớ cái tốt của cậu, về sau tình cảm hai người sẽ càng thân thiết hơn. Dương thần gượng cười, Vũ Vương, sao Vũ cứ tin tưởng tôi như vậy, đem lâm nhược khê cứng ngắc đầy vào lòng tôi, Vũ Vương nghiêm mặt nói. Cậu, tôi là người nhìn thấy cô chủ lớn lên, tôi cả đời chẳng sinh đẻ được. Nói ra thì có chút ngượng ngùng, nhưng cô chủ như một nửa con gái tôi vậy. Sau khi lão gia và phu nhân mất đi, tôi luôn hy vọng cô chủ tìm được nơi trốn tốt. Cô chủ từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy, đàn ông thích cô chủ tất nhiên lan tràn trung hải, nhưng những người đó đều quá giả dối. Vũ Vương vừa nói vừa nhìn Dương Thần cười hài lòng, không giống cậu, tôi già rồi, nhưng mắt chưa hoa. Cậu tuy rằng không nói ra miệng, nhưng vẫn thật lòng quan tâm đến cô chủ. Từ sau ngày cô chủ mất đó, tôi có thể nhìn thấy trong mắt cậu. Cậu rất quan tâm đến cô chủ, chỉ là đối với cô chủ vẫn thế. Bình thường không quen biểu đạt mà thôi. Tuổi trẻ của cô cậu là như thế, có đôi khi quá sĩ diện, nhưng thể diện đâu có quan trọng bằng tình cảm chứ. Dương thần trầm mặc hồi lâu, cười nhạt nói, vũ vương nên đi làm chuyên gia tâm lý học nói đến mức tôi cũng hoài nghi chính mình rồi. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, coi như bà già này nói bừa vậy, thôi mau đem tạp chí cho cô chủ đi, chậm tí nữa có thể cô chủ ngủ mất. Vũ Vương cười thúc giục, Dương Thần cầm túi tạp chí lên, nhìn nhìn, phần lớn đều là giới thiệu các thương hiệu nổi tiếng quốc tế và mốt mới. Nhớ đến Lâm Nhược Khê làm tổng giám đốc công ty thời trang, tất nhiên tự mình đi tìm hiểu các sản phẩm này rồi, rất nhanh đi từ Long Cảnh Viền đến bệnh viện, khi chạy đến phố thương mại, Dương thần liếc mắt đến một cửa hàng đèn sáng bên đường, bất giác để lộ ra nụ cười tùm tìm hiểu ý. Khi vào phòng bệnh trong bệnh viện, đã gần 10 giờ rưỡi đêm, các phòng bệnh đã tắt đèn gần hết, nhưng phòng bệnh lâm nhược khê vẫn còn sáng. Dương thần nhẹ nhàng mở cửa, dương mắt lên nhìn, phát hiện trong phòng không chỉ có mình lâm nhược khê, người đến là thư ký lâm nhược khê, cũng chính là ngô nguyệt, có vóc dáng sân bay. Người đó không biết vốn đã lạnh băng hay là học theo lâm nhược khê một phụ nữ mộc mạc cực kỳ lạnh lùng lầm nhược khê nằm trên giường cái bàn trước mặt để đầy các loại văn kiện trong tay cầm cây bút máy màu bạc đang viết cái gì mà Ngô Nguyệt vẻ mặt chăm chú đứng ở bên cạnh luôn thu văn kiện lại rồi đưa một văn kiện khác lên nhìn thấy Dương Thần vào cửa Ngô Nguyệt nhíu mày hỏi anh đến đây làm gì Dương Thần nhấc cái túi trong tay lên đem mấy quyển tạp chí tới làm sao cần anh tới đưa anh là gì của tổng giám đốc Ngô Nguyệt không vừa lòng trách cứ, Dương Thần nghĩ, dù sao cũng xem như là thân tín của Lâm Nhược Khê, thì nói ra cũng không sao cả, nhưng không đợi Dương Thần mở miệng, Lâm Nhược Khê liền thản nhiên chen một câu, anh ta là bà con xa thông gia của chị, nói xong, Lâm Nhược Khê hơi đưa mắt nhìn Dương Thần ra hiệu cho hắn đừng nhiều lời, chồng hợp pháp trở thành, bà con xa thông gia, đại bác bắn không tới, Dương Thần sờ sờ cái mũi, khóe miệng có chút cay đắng cười một chút vốn tưởng những ngày này chỉ có hai người quan hệ sẽ thâm mật hơn rất nhiều nhưng bây giờ xem ra hắn trong mắt lâm nhược khê cũng chỉ là cùng bọn với hợp đồng diễn cho cô ấy cũng không thực sự tiếp nhận mình là một người bà con thân thiết càng không có ý nghĩ thừa nhận mình là chồng của cô ấy hơi có chút thất vọng nhưng do tâm lý chịu đựng không tồi cũng sớm có tâm lý chuẩn bị sẽ không quá ngây thơ cho rằng cô nàng núi băng dễ dàng chinh phục như vậy dương thần chỉ tùy ý cười cười cũng không nói gì thêm, đem túi để lên tủ đầu giường Lâm Nhược Khê, nói, Vũ Vương bảo anh đem tới, nói đây là tạp chí em đặt tháng này, Ngô Nguyệt chợt giật mình, nghĩ đến một đảo kép áo vằn quan hệ xã hội xuất hiện trong công ty, chính là vì tên tuổi, bà con xa thông gia mới có thể vào công ty, ánh mắt nhìn Dương Thần càng thêm coi thường, có chút ác ý nói. Không có chuyện gì thì để đồ này ở đây rồi đi đi, đừng làm phiền tổng giám đốc làm việc, Dương Thần vốn muốn khuyên giải một câu, muốn Lâm Nhược Khê buổi tối đừng quá cực nhọc, nhưng nhìn thấy cô cúi đầu chỉ lo giấy tờ, căn bản không muốn chú ý nhiều tới bộ dạng hắn, cũng không tự làm bẽ mặt mình nữa. Thế tôi đi đây, dù trong lòng có chút không vừa lòng với Ngô Nguyệt, nhưng suy cho cùng người ta là thư ký Lâm Nhược Khê, không tiện nổi giận, Dương Thần cũng buồn giọng thờ ơ với hiểu biết của cô ta, đợi Dương Thần xoay người đi khỏi, Lâm Nhược Khê mới hơi ngẩng đầu. Mắt long lanh nhìn theo bóng dáng dương thần cái bóng ngày thường bất kham, thoải mái đó, lúc này dưới ánh đèn lại có chút xa sút và cô đơn, bất giác trong lòng Lâm Nhược Khê có chút hối hận, mình đến tiếng cảm ơn cũng chưa nói với anh ta, nhưng tính cách xấu hổ khiến cô căn bản không biết mở miệng như thế nào, đóng cửa phòng lại, Lâm Nhược Khê bất giác thở dài một cái, tiếp tục xử lý văn kiện, khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ sau, đêm đã khuya, Ngô Nguyệt nhìn nhìn đồng hồ, có chút không nhẫn nại nói, Tổng Giám Đốc. Hôm nay đến đây đi, tôi đem văn kiện đi chỉnh sửa lại, ngày mai đem giao cho trưởng Ban Mạc, những cái quan trọng dù sao cũng đã giải quyết xong rồi. Chị cũng nên đi nghỉ đi, lầm nhược khê dây dây huyệt Thái Dương, mấy ngày nay uống thuốc bắc, làm điều trị, còn phải tiếp đón người đến thăm bệnh, đến tối. Cô thực sự có chút mệt mỏi rồi, cũng liền gật đầu nói, nói với trưởng Ban Mạc văn kiện buổi trình diễn thời trang mùa thu, kế hoạch khai thác thị trường Nhật Bản, chị sẽ tự giải quyết, những cái khác cô ấy xem mà xử lý đi. Vâng, Tổng Giám Đốc, năng suất làm việc của Ngô Nguyệt rất cao, chưa đến 5 phút đã sắp xếp xong hoàn chỉnh tất cả các văn kiện. chương 79, tiếp khách, sau khi rời khỏi bệnh viện Dương Thần thấy hơi bực mình, lái xe trên đường cao tốc một lúc mới thấy thoải mái hơn nhiều, lúc này đã là 11, 12 giờ đêm. Nhiều nơi ở vùng ngoại ô Trung Hải đã thấp thoáng những ngọn đèn đủ màu sắc sáng bừng, nếu như là một tháng trước, Dương thần có lẽ đã cảm thấy rất thích thú với cái ánh sáng hồng lấp lánh ấy. Nhưng giờ thì chỉ muốn buông thả mọt chút đến Rose tìm sắc vi có lẽ sẽ không làm mình phải thất vọng, tự nhiên ngẫm lại. Tất cả những việc mình đã làm thực sự đều rất khó hiểu. Sắc vi toàn tâm toàn ý đối tốt với mình như thế. Cô gái nhỏ lý tinh tinh bình thường chỉ cần nhìn thấy mặt là đã vui đến cả nửa ngày những người con gái như thế mà hàng ngày hắn còn chẳng hề quan tâm vậy mà giữa đêm lại chạy đi mua bánh nếp cho cô sơn nữ lạnh lùng lâm nhược khê có lẽ là bởi vì cô ấy quá giống với cô gái trong sâu thẳm ký ức có lẽ của mất rồi mới thấy quý câu nói này luôn đúng trong lòng thực sự áy náy với sắc vi dương thần quyết định không đi tìm cô ấy nữa khi xe đi đến một khu chợ đêm hắn dừng xe định tìm một quán ăn nhỏ uống chút bia ăn bát mì nóng thành phố trung hải về đêm trong khắp các ngõ lớn nhỏ chỉ cần không phải ngoài đường lớn thì đủ các cửa hàng nhỏ không biển hiệu bắt đầu việc kinh doanh đêm của mình khi nào may mắn thì chẳng ai quản lý lúc vận hơi đen thì bị dân phòng dẹp hết dương thần chọn đại một quán mì nhỏ ngồi xuống lớn tiếng gọi chủ quán ông chủ cho tôi một bát mì thịt xé với hai chai bia nhé ông chủ quán là một người trung niên nghe thấy liền cười đáp lai like. vâng quý khách đợi một lát ạ à nghe tiếng đáp dương thần thấy quen quen liền nhìn kỹ lại rồi bất chợt mỉm cười sao lại là anh chủ quán bực mình ngẩng đầu lên nhìn kỹ mặt khách cuối cùng cũng nhận ra dương thần chân bỗng mềm nhũn thiêu chút nữa thì ngã sóng xoài nét mặt khổ cực nhăn nhúm như quả mướp đắng hóa hóa ra là cậu sao ha 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 thật là có duyên người chủ quán chính là người quen ngày trước đã áp giải dương thần đến cục cảnh sát là phùng biêu phùng đội trưởng vốn là cảnh sát cục khu vực phía Tây, người mặc cảnh phục, vênh mặt hất hàm sai khiến mà giờ đây đã trở thành một tên bán hàng rong không giấy phép hành nghề, mặc cái áo ba lỗ cáo bẩn, người quấn tạp dề, bán mì dạo bên đường, dương thần suy nghĩ một chốc hỏi vô vơ, anh đổi nghề hay là bị khai trừ, phùng biêu đỏ mặt, nhăn nhó nói, bị, bị khai trừ. Là ác thỏa ác báo đấy thôi, dương thần cười lắc lắc đầu, nhưng anh yên tâm chuyện ngày trước tôi không để bụng đâu anh làm mì tiếp đi mì nhũn hết cả rồi phùng biêu vốn tưởng dương thần định kiếm chuyện giờ mặt đã vui trở lại gã hiểu rằng nếu làm ầm lên bản thân không thể đánh lại được bán hàng lại còn không có giấy phép nhất định là sẽ chịu thua thiệt người ta lại không thèm để bụng chuyện trước đây phùng biêu sao có thể không mừng cơ chứ đội ơn anh đội ơn anh người anh em phùng biêu cảm động tới mức suýt chút nữa thì rơi nước mắt tôi cũng biết trước đây tôi đã làm sai quá nhiều việc đa tạ người anh em đã rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân này dương thần nói bình thản anh làm mì đi chứ vâng vâng bữa cơm này là tôi mời cậu người anh em tôi không tính tiền đâu phùng biêu như được tha bổng nói không ngớt lời dương thần hơi mỉm cười ông anh này cũng phải lăn lộn khổ sở quá lúc trước thái nghiên nói phải nghiêm trị mình còn tưởng chỉ là nói suông nào ngờ cô bé này còn khai trừ phùng biêu thật chuyện khai trừ không đơn giản là địa vị cao hay thấp là có thể quyết định được có lẽ hậu thuẫn của thái nhiên cũng chẳng hề đơn giản một chút nào nếu không cũng sẽ chẳng nào nói một hai câu mà hất phùng biêu xuống tận đáy vực được nghĩ đến lời thái nhiên nói trong phòng bệnh của lâm nhược khê còn cả chuyện liên quan đến ông nội của lâm nhược khê dương thần không khỏi thấy buồn bã dù sao thì hai cô ấy cũng quen biết nhau từ khi còn nhỏ lẽ nào vợ mình cũng có hậu thuẫn trong giới quan chức hay sao vì lẽ gì lâm nhược khê lại hận ông nội cô ấy như thế đang nghĩ về mấy chuyện không thể giải thích thì phùng biêu đã trộn xong mì y cầm hai chai bia nguyên chất hiệu xeo ha ha đi đến trước mặt người anh em cứ thoải mái ăn uống còn cần thêm gì thì cứ nói nhìn phùng biêu đã quen mắt trong bộ dạng người bán hàng rong dương thần lại cảm thấy người này không phải quá kém cỏi ít nhất anh ta hiểu được vị trí của bản thân mình biết tiến biết lùi tóm lại là không làm gì quá mức tồi tệ ăn được mấy miếng mì uống được vài hớp bia dương thần cảm thấy tinh thần khoan khoái nhưng đột nhiên từ xa bỗng vọng lại tiếng ồn ào huyên náo thằng nhóc đừng có chạy đứng lại còn chạy nữa là tao đánh đấy đứng lại một người đàn ông đang la hét chạy theo một kẻ đang chạy trốn vừa la to phẫn nộ vừa đuổi theo một cái dáng khá nhỏ bé dương thần tinh mắt nhìn thoáng tự hoài nghi liệu có phải là mình tưởng tượng bởi cái bóng đang bị đuổi kia là một người đàn ông mặc chiếc áo trắng ngắn tay da trắng như tuyết chính là một đồng nghiệp của hắn trần bác trần bác có vẻ rất hoảng loạn vẻ mặt hốt hoảng nhầm hướng quán ăn mà chạy mà đám người đuổi theo anh ta có đến bảy tám người đang ra sức truy đuổi lại còn chạy nhanh hơn anh ta rất nhiều có vẻ như sắp bắt được anh ta rồi dù dương thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhất định là phải giúp trần bác thế là hắn cầm lấy chiếc ghế dài bên cạnh tiện tay ném mạnh chiếc ghế xoay tròn rồi đập mạnh chúng ngay đuổi hai tên đi đầu tiên hai tên này kêu giống lên rồi ngã xuống. Đám người còn lại cũng bị kinh sợ dừng lại đưa mắt nhìn về phía dương thần. Rất nhiều vị khách trong quán đã được chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi. Họ đều cảm thấy tình hình có vẻ xấu, vội vàng giạt sang một bên, không dám tới gần. Trần Bác bỗng nhiên nhìn thấy Dương Thần nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, do quá sợ hãi, nhưng cũng không thể bỏ mặc mọi chuyện. Thở hồng hộc chạy lại phía sau Dương Thần, run lẩy bẩy không dám đối mặt với đám người kia. Trần Bác, anh chui ở đâu ra vậy? Dương thần quay đầu lại, cười hỏi, không biết là vì quá sợ hãi hay vì chạy hết sức. Trần bác mặt đỏ rực, giọng nói đứt quãng, hắn ta. Bọn họ muốn bắt tôi, tôi, tôi không muốn đi, bắt anh, bắt anh để làm gì? Không đợi Dương thần hỏi tiếp, đám người kia đã đùng đùng nổi giận mắng chửi ầm ĩ. Mày ăn mật gấu gan hùm rồi hay sao? Biết bọn tao là ai không hả? Anh ta là đồng nghiệp của tôi, trước khi tôi biết nguyên nhân các người đánh anh ta tôi phải bảo vệ anh ấy. Dương thần nói, Trần Bác nghe được lời này mắt tự nhiên đỏ lên, rõ ràng là vô cùng xúc động. Thằng nhóc này mày cũng muốn chết rồi hả? Vậy thì để bọn tao giúp mày được toại nguyện nhé. Có mấy tên côn đồ đã tiến đến sát bên, không nói thêm lời nào ầm ầm xông đến. Nhưng Dương thần lại chẳng coi đám tay chân loạn xị ngậu kia ra gì. Chỉ bằng mấy đòn nhẹ nhàng bằng tay và mấy cái đạp vào bụng đã khiến bọn người hung hăng kia lãnh đủ, cả đám ngã xuống như ngả giả. Trần Bác Đờ người nhìn Dương Thần nhanh chóng giải quyết phiền toái, không thể không nhìn Dương Thần bằng ánh mặt kính nề, tiểu tử mày đợi đấy, xem đại ca tao xử lý mày như thế nào, một tên lưu manh đeo dây chuyền bạc gào lên, không đợi hắn nói hết câu, một tên khác đã kêu lên, đại ca đến rồi, đại ca đến rồi, chỉ nhìn về hướng mấy thằng truy đuổi ban nãy quả nhiên lại thấy một toán khác đang đi đến, tên cầm đầu mặc áo sơ mi trắng, hai tay đút vào túi quần vẻ mặt bất cần gã chính là kẻ mà đám người kia gọi là đại ca mấy tên lưu manh kia sợ hãi vội vàng đứng dậy hăm hở xông đến định báo cáo với đại ca của bọn chúng nhờ đại ca xử lý dương thần một trận nhưng chẳng thể ngờ còn chưa đến nơi đại ca kia đã chủ động chào mừng anh dương lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau chào tổng giám đốc quách chẳng ngờ lại gặp anh ở đây dương thần suýt chút nữa bật cười thì ra đại ca của bọn chúng lại là quách từ hằng người đã tặng tiền cho mình ngày trước cũng chính là tù lĩnh của công ty lưu manh ngày đó anh chàng này cầm súng mà không thể khống chế được mình cuối cùng bị mình đánh đến thảm hại hữu duyên thiên lý năng tương ngộ xem ra tôi và anh dương đây rất có duyên thì phải quách tử hằng dường như đã quên mối thủ năm xưa nét mặt tươi cười chủ động bắt tay với dương thần dương thần cũng hào phóng bắt tay với hắn giống như những người bạn lâu ngày không gặp thật tình không biết suy nghĩ thật trong lòng hai người hoàn toàn một trời một vực nếu như đã là tổng giám đốc quách đây thì tôi nghĩ cũng không cần nhiều lời nữa dương thần thản nhiên nói mấy tên lưu manh vừa mới hống hách kiêu ngạo kia đều ngơ ngác nhìn sao đại ca lại diễn bộ mặt thân thiện với tên xa lạ này nhỉ điều này khiến chúng chỉ biết trơ mắt ếch nói không nên lời quách tử hằng nét mặt đờ đẫn cười khổ não anh dương không biết chứ thật ra chúng tôi cũng chỉ sống nhờ vào người khác nhận được mệnh lệnh phải bắt người đang đứng sau lưng anh về nếu không thì quách tử hằng tôi thật tình không biết phải báo cáo thế nào dương thần không ngờ quách tử hằng khá hiểu thực lực của mình nếu hắn động thủ thì sẽ chịu thiệt nhưng vẫn muốn cứng đầu mang trần bác về rốt cuộc trần bác là người thế nào tổng giám đốc quách người bạn này của tôi lẽ nào đã mắc phải điều cấm kỵ gì hay sao hay là anh ta thiếu tiền của các anh dương thần băn khoăn hỏi quách tử hằng cười khiêm tốn thở dài nói sao anh dương không hỏi bạn mình là đã xảy ra chuyện gì dương thần gật đầu nhìn trần bác trần bác đầu gối run run mồ hôi ướt đẫm lưng nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của dương thần khẽ mở miệng tôi 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 họ bắt tôi đi tiếp khách tiếp khách dương thần nhíu mày mặt trần bác đỏ như gấc cúi đầu nói gần như không nghe thấy gì họ muốn tôi đi tiếp một người đàn ông dương thần thoáng giật mình một lúc mới hiểu ý của trần bác nói thật trong lòng cảm thấy có chút quái gì, không ngờ Trần Bác bình thường vốn rất nữ tính, lại bị đàn ông khác để ý, nhưng bây giờ mà cười thì cũng không hay ho lắm, may mà khi còn ở nước ngoài đã thấy không ít chuyện tương tự, Dương Thần không quá ngạc nhiên, quay lại nói với Quách Tử Hằng, như thế không được, anh xem bạn tôi không hề muốn, các anh không nên ép buộc anh ấy nữa. Quách Tử Hằng cười khổ, anh Dương, có anh ở đây, tôi nào dám ép buộc anh ta, chỉ là cái người đó thật sự không thể đùa được. chương 80, kiếp sau sẽ nói, Dương Thần đã hiểu, xem ra có thể sai khiến Quách Tử Hằng đi bắt người, cũng xem như là một nhân vật quyền lực, ít nhất cũng là kẻ thủ lĩnh đám lưu manh, kẻ mà Quách Tử Hằng không dám đắc tội, nhưng Quách Tử Hằng cũng không đánh lại được ta, gã vẫn chưa quên nỗi sợ đối với ta, bởi vậy mới định thoái thác trách nhiệm, được rồi được rồi. Không cần diễn cái vẻ mặt hồ ly đâu, Dương Thần cười có vẻ không để tâm cậu cứ báo với người ta tên của tôi, nếu muốn kiếm chuyện thì đến gặp tôi. Tôi đợi ở ban quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi, anh Dương Quả là người thẳng thắn, quách từ hằng cười ha ha, nhắc nhở bọn thủ hạ, rút thôi. Dương thần sao có thể để bọn chúng dễ dàng đi như thế? Vông tay bảo, từ từ đã nào, tôi vẫn chưa nói hết, quách từ hằng dừng bước, dự cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra. Đờ người ra hỏi, anh Dương còn muốn chỉ bảo gì à? Dương thần cười hi hi bảo. Tổng giám đốc Quách, tôi nhận việc này cũng phải có chút phí giấy tờ." Nói xong lấy hai ngón tay xoa xoa, quả nhiên là một con quỷ hút máu đội lốt lưu manh. Trong lòng Quách Tử Hằng đang chửi bới tơi bời, nhưng ngoài mặt chỉ dám biểu lộ vẻ vui mừng khôn xiết, bảo mấy tiểu đệ đằng sau đưa chi phiếu, xoạt xoạt viết, hai tay dâng đưa Dương Thần, cười nịnh nọt, "Anh Dương nói phải, Quách Tử Hằng tôi còn thiếu suy nghĩ quá." Đám tiểu đệ ngơ ngác nhìn, "Đại ca nhà chúng ta sao vậy nhỉ?" đã cho người ta tiền lại còn ra vẻ nịnh bợ nữa, Dương Thần hài lòng gật gật đầu, búng búng tờ chi phiếu trong tay, tên Quách Tử Hằng coi như mất toi 20.000 đồng hoa hạ, hắn cười nói, mấy người đi đi, những việc khác tôi sẽ chịu trách nhiệm, Quách Tử Hằng chẳng dám ở lại thêm, sợ trần trừ thêm phút nào khéo lại mất thêm mấy chục nghìn nữa, y dẫn theo đám thủ hạ vội vàng rút lui, Lần nhanh như chạch, nhìn thấy đám người lũ lượt kéo đi, Dương Thần mỉm cười, quay người lại nhìn trần bác đang đứng ngây người nói anh không có gì muốn giải thích với tôi sao trần bác nuốt nước bọt nói quanh co cảm cảm ơn anh dương thần chỉ có vậy thôi sao dương thần nửa đùa nửa thật hỏi hai tay trần bác vân vê mép áo khuôn mặt đỏ lượm nói không nói nên lời dương thần đến góc quán sách mấy chai bia nói với phùng biêu đang trốn một chỗ nói như ép ông chủ phùng tôi lấy mấy chai nữa nhé có vấn đề gì không đương nhiên đương nhiên là được rồi trong lòng phùng biêu đang chửi bới tơi bời tên này từ trước tới giờ lúc nào cũng là ôn thần mình đã suy bại đến mức độ này mà vẫn không thoát khỏi tai họa đám lưu manh này vào đây đánh lộn có khác nào phá chỗ bán hàng của mình hay sao dương thần đưa mắt ra hiệu cho trần bác đi theo tôi suốt đường đi đến đê ven sông ngoại ô hai người đều trầm tư không nói trong gió hiu hiu không gian yên tĩnh nhưng có phần kỳ dị đến chỗ sườn dốc dương thần ngồi trên cỏ dừng lại trần bác hơi do dự ngồi xuống bên cạnh, anh biết uống không, dương thần cầm chai bia, bật nắp chai rơi xuống đất, trần bác nuốt nước bọt, gật đầu, sau khi cầm chai bia, anh ta uống một hơi dài, nhưng mới uống được vài ngụm thì bị sặc, ho vài tiếng, rồi nước mắt cứ chảy ra, nhưng lát sau đã lấy lại được tinh thần, lại bắt đầu uống từng ngụm lớn, cứ như có thủ oán gì với chai bia. Dương thần không măn cản, tay cũng cầm chai uống vài ngụm, tửu lượng của Trần Bác rõ ràng rất kém mới chỉ uống vài ngụm mà mặt đã đỏ lừa, mắt lờ đờ, gió đêm thổi qua bên sông, khiến đầu óc con người tỉnh táo hơn đôi chút, Trần Bác đã uống kha khá, hơi thở cũng đều đặn hơn nhiều, đột nhiên ném cái chai không xuống đất, quay người nhìn thẳng vào mặt Dương Thần, khuôn mặt con trai nhỏ nhắn thanh tú quá mức biểu lộ một vẻ thành thật chưa từng thấy trước đây. "Dương Thần, anh sau này có coi thường tôi không?" Trần Bác hỏi. "Nếu tôi coi thường anh thì đã không cứu anh lúc ở quán ăn." dương thần đưa mắt nhìn cậu ta trần bác môi run run nói tôi không phải loại người đó tôi bị ép buộc tôi không thích đàn ông nói thật anh cũng biết tôi là người từ nước ngoài về mà anh ở trong mắt tôi không có gì quái dị đâu nên anh cũng không cần phải giải thích với tôi chuyện đó chuyện của anh cũng không có gì là to tát cả tôi chỉ muốn biết tất cả chuyện này xảy ra như thế nào thôi dương thần nói trần bác gật gật đầu dường như đã chuẩn bị tâm lý chậm rãi kể lại anh giúp tôi nhiều như thế tôi phải nói thật với anh tất cả cho dù nghe xong anh sẽ khinh thường tôi khi tôi còn nhỏ gia đình rất nghèo nhưng kết quả học tập của tôi lại rất tốt bởi vì tôi vốn yếu ớt nên ở trường hay bị bắt nạt nhưng dù sao vẫn được bảo vệ tôi lên học ở đại học bắc kinh vì rất giống con gái nên khi đi học tôi thường bị trêu chọc khi tôi học năm thứ ba đội trưởng đội bóng rổ của trường hẹn tôi đi ăn cơm nhà cậu ta rất giàu có tôi không dám từ chối nhưng sau buổi ngày hôm ấy cậu ta cho tôi uống thuốc mê rồi làm chuyện đó với tôi trần bác nói đến đây bao nhiêu nước mắt của nỗi khổ sở và căm hận trào ra không cam chịu sau đó tôi mới biết cậu ta thích con trai nhưng cậu ta nghĩ tôi sẽ không nói ra tôi cũng không dám báo cảnh sát bởi ở thủ đô tôi chỉ có một thân một mình không người thân thích hầu như chẳng có ai có thể giúp đỡ tôi hơn nữa lúc đó tôi lại sợ mọi người khinh thường tôi nghĩ tôi là loại người kia, tôi đành chỉ biết nhẫn nhìn. Sau lần đó, tên đội trưởng nhiều lần tìm tôi để làm chuyện đó. Nhưng mỗi lần như thế hắn đều cho tôi một ít tiền, số tiền đó giúp tôi sống ở thủ đô dễ chịu hơn một chút, có lúc có nhiều tiền, tôi còn gửi về cho bố mẹ ở nhà, lúc đó tôi nghĩ, chịu nhục một chút cũng thôi, có thể kiếm được ngần ấy tiền còn hơn cam chịu mà không nhận được gì. Nhưng về sau đội trưởng ấy bắt đầu gọi nhiều người đàn ông khác đến lúc đó tôi mới biết bọn họ có một hội chuyên làm việc này những người đó đều rất giàu tôi không có cách nào chống lại bởi vậy sau khi tốt nghiệp đại học tôi hầu như không hay nói chuyện với người khác vì sợ sẽ để lộ ra điều gì người khác sẽ khinh thường tôi trong lòng dương thần cũng thấy thổn thức thì ra quá khứ của trần bác đã trải qua những chuyện buồn như thế mặc dù đối với mình chuyện đó không có gì quá tệ hại nhưng đối với các sinh viên đại học bình thường ở trong nước muốn được chấp nhận chuyện đó không phải là điều đơn giản việc đó không chỉ bán đứng tư cách đàn ông mà nó còn bán đứng cả linh hồn trần bác nói tiếp sau này tôi tốt nghiệp có rất nhiều công ty muốn mời tôi nhưng tôi vẫn đến trung hải làm như thế tôi mới thoát khỏi đám đàn ông đã tra tấn tôi may mà tôi thành công bọn họ hầu như đều đã chán tôi thế nên tôi làm ở ban quan hệ xã hội quốc tế ngọc lôi đến tận bây giờ những kẻ ngày xưa cũng không bao giờ đến tìm tôi nhưng nhưng cách đây một thời gian tôi gặp phiền phức trong một thời gian ngắn mà tôi lại cần rất nhiều tiền chuyện phiền phức gì dương thần nghi ngờ hỏi khi còn trẻ cha tôi làm việc quá sức nên mắc bệnh lần trước đi khám thì phát hiện bị suy thận phải thay thận mới dù nhà tôi có đỡ nghèo khó hơn trước đây nhưng cũng không có nhiều tiền như thế vậy nên tôi vậy nên anh muốn kiếm tiền bằng cách khác dương thần suy nghĩ một lát rồi hỏi mấy hôm trước tôi gặp một người rất giống anh ở thiên phủ chi quốc người đó là anh sao trần bác ngạc nhiên anh ở thiên phủ chi quốc anh người anh nhìn thấy chính là tôi tôi làm ở đó thảo nào mới sáng ra mà anh đã ngủ gà ngủ gật hóa ra là vì buổi tối không ngủ dương thần giật mình trong thiên phủ chi quốc có phục vụ loại đó trần bác xem ra cũng trở nên cởi mở hơn nói tự nhiên khách nam trong đó nhiều người cũng thích đàn ông tôi đến đó có lúc nhận được khá nhiều tiền bâu Mặc dù có chút khó chịu, nhưng tối nào may mắn cũng kiếm được kha khá, phụ giúp gia đình. Hơn nữa trước đây tôi đã từng làm chuyện đó rồi. Tôi cũng cứ làm liều, ít nhất có thể giúp cha chữa bệnh. Vậy việc ngày hôm nay thì sao? Dương Trần lại hỏi, Trần Bác cắn môi, nói với giọng đau khổ, đó là một kẻ biến thái. Gã đàn ông đó vốn là một thằng điên. Tôi nhìn thấy gã chơi đùa với những đàn ông khác ở thiên phủ chi quốc cách gã chơi khiến người kia bị tra tấn đến chết. Lần đó vừa mới thấy, tôi đã sợ có lúc nào đó sẽ đến lượt mình. Tôi luôn luôn trốn tránh, nhưng hôm nay gã đó muốn tôi đến. Tên đại ca Lưu Manh vừa nãy định bắt tôi dâng cho gã. Tôi đã không định làm ở đó nữa. Định ngày mai sẽ xin thôi đi tìm việc ở nơi khác. Anh có biết tên của gã ta không? Dương thần gần như đã hiểu hết đầu cuối sự việc. Xem ra tên biến thái mà Trần Bác nhắc đến đã là một kẻ biến thái hành động không biết xấu hổ nữa rồi. Trần Bác lắc đầu, tôi chỉ biết gã ta họ Chu, bọn họ đều gọi gã là công tử Chu. Ngoài ra tôi không biết gì thêm, nhưng có vẻ như quyền lực của gã rất lớn. Tên đầu sò họ hàng kia thường hay nịnh bợ gã, dương thần thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, cười nhẹ, vỗ vỗ vai Trần Bác, anh cũng đừng lo lắng quá. Nếu bệnh của cha anh thiếu tiền chữa trị thì có thể hỏi mượn tôi, sau này từ từ trả tôi cũng được. Dù rằng tôi không giàu có nhưng cũng có thể giúp đỡ bạn bè, hơn nữa tiền tiêu rồi thì còn kiếm được chứ người mất rồi thì chẳng còn gì nữa cảm ơn anh trần bác không kìm được nước mắt anh ta lau mắt rồi lại cười bảo tôi biết anh là người tốt nhưng tôi không muốn lại mượn tiền của anh nữa tôi và em gái đã nộp đủ tiền rồi đã mượn tiền của bao nhiêu anh em bạn bè em gái tôi thứ tư sẽ đến trung hải định sẽ tìm việc làm ở đây hai anh em tôi cùng cố gắng làm việc trả nợ em gái anh đến trung hải làm sao không đi học nữa ư Dương thần vẫn nghĩ em gái Trần Bác đến chỉ để thăm anh trai mà thôi. Trần Bác chua xót lắc đầu. Em gái tôi rất hiểu chuyện. Con bé nghỉ học giữa trường. Nhưng trường đại học họ bảo lưu thành tích. Hai năm sau lại đi học tiếp mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Anh đã nói là không cần nguyện tiền nữa. Thì tôi cũng không ép. Nhưng nếu cần giúp đỡ gì thì anh cứ nói với tôi. Tôi rất rảnh rỗi. Anh cũng biết mà. Dương thần nháy mắt. Trần Bác đã nói hết tâm sự lớn nhất trong lòng mà thấy Dương Thần vẫn không hề khinh thường mình, tâm trạng tốt lên rất nhiều, bất giác đỏ mặt nói, "Dương Thần, nếu tôi mà là con gái, tôi nhất định sẽ cưới anh. Anh là một người đàn ông đích thực." Nhìn anh chàng công tử bột Trần Bác đỏ mặt, ngượng ngùng nói ra những lời này, Dương Thần giật mình, gạt tay nói cứng, "Chuyện đó, chuyện đó để kiếp sau nói." Ha ha.